chương 3180, lộ ra chân ngựa. Nụ cười trên mặt hát cảnh chậm rãi rút đi, sau đó trong ánh mắt lóe qua một đảo tinh quang. Lăng Hàn, đúng là Lăng Hàn, thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được yêu nghiệt trong truyền thuyết kia. Bất quá, hắc 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 hắc, thật sự là cơ hội trời cho. Hắn dùng thanh âm chỉ có thể mình nghe được nói nhỏ. Làm sao đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái như vậy? Nữ hoàng hỏi, Lăng Hàn khoát khoát tay chỉ, ta nói, người nào đó thực sự là không muốn sống lâu. Người phát hiện cái gì? Nữ hoàng hỏi, tạm thời còn không có, bất quá ta sẽ nhìn chầm chầm. Lăng Hàn nói, hắn đương nhiên không yên lòng nữ nhi cùng một nam tử xa lạ cùng ở một phòng, không tự chủ được đưa thần ý sang, lấy thực lực của hắn, hát cảnh chỉ là chuẩn thiên tôn làm sao có khả năng phát hiện. Kể cả hát cảnh lầm bẩm đồng dạng bị Lăng Hàn thua ở trong tai, sức cảm ứng của hắn quá nhạy cảm. Biết rất rõ ràng ta là ai, lại cố ý giả bộ như chưa từng nghe nói qua, chỉ nhìn điểm ấy, tiểu tử này liền có vấn đề." Lăng Hàn nói, bất quá, ta ngược lại muốn xem xem hắn sẽ đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Nữ hoàng không quan trọng, nàng quá kiêu ngạo, không có người nào hoặc sự tình nào có thể để nàng chú ý. Ngày thứ hai, bọn hắn khởi hành, Lăng Thành tự nhiên là không thể trở về, hơn nữa còn không biết có bị những thiên tôn kia trong cơn tức giận làm hỏng hay không, Lăng Hàn liền tùy tiện tìm một chỗ ở lại, bắt đầu kiến thiết lần nữa thiên tôn tạo vật, chỉ một ý niệm, rất nhanh, lại một tòa lăng thành xuất hiện, tất cả mọi người từ không gian thần khí, tiên khí đi ra, tự nhiên đều có sự tình muốn làm. Kỳ thật lăng hàn không muốn nhanh như vậy liền dàn xếp lại, nhưng vì thăm dò chân diện mục của hắc cảnh, hắn quyết định cho đối phương cơ hội. Kỳ thật hắn không cần phiền toái như vậy, bắt hắc cảnh trực tiếp ép hỏi, cũng không tin hắn không giao ra. Nhưng lăng hàn quyết định quang minh lỗi lạc, để hắc cảnh chết rõ ràng. Người chính là nhàn, nữ hoàng nói chúng tim đen lang hàn cười ha ha hắn thật đúng là nhàn cho nên mới sẽ bồi hát cảnh chơi như vậy hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian tu luyện một bên lưu ý lấy có thiên tôn ký hiệu xuất thế hay không mặc dù viêm xương vị diện là vị diện siêu cao cấp duy nhất nhưng nguyên thế giới lớn như vậy khẳng định khắp nơi đều có cơ duyên lang hàn tự nói nhưng ta chỉ có một người mặc dù có thể qua lại vị diện nhưng xúc tu duỗi không đến vị diện khác vậy coi như thế giới khác có thiên tôn ký hiệu xuất thế ta lại ngay cả tin tức cũng không biết, làm sao đạt được. Có thể luyện đại lượng phân thân ra, không cần thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ là dùng để dò xét tin tức hay không. Lăng Hàn tim đập thình thịch, mỗi vị diện đều có thiên tôn, mà trong những tháng năm dài đằng đẵng khẳng định có không ít thiên tôn vẫn lạc, có lẽ là xung kích cảnh giới càng cao hơn thất bại mà hóa đạo, có lẽ là trong chiến đấu vẫn lạc. Một số năm sau, nói không chừng liền có truyền thừa của bọn hắn xuất thế. Hắn là một người phái hành động, lập tức liền bắt đầu luyện chế phân thân. Không cần thực lực thiên tôn, tầng 9 là được, Lang Hàn cảm thấy mình yêu cầu không cao, nhưng tiên vương tầng 9 dù đặt ở viêm xương vị diện cũng là đỉnh tiêm, cái này còn là được. Hắn tách rời nhục thân của mình, rót vào một tia lực lượng vị diện, lại phân ra một chút xíu thần hồn, một cái phân thân liền ngưng tụ thành. Cái này dù sao cũng là tiện tay luyện chế ra, mặc dù có thực lực tầng 9, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 100 triệu năm, sau đó lực lượng vị diện biến mất, nhục thân tan vỡ, linh hồn quay về, lại phải tới một lần. 100 triệu năm liền phải một lần nữa bố trí một chút, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cân nhắc đến tầm quan trọng của Thiên Tôn ký hiệu, lại hoàn toàn đáng giá. Lăng Hàn tạo ra rất nhiều phân thân, sau đó bắt đầu xuyên thẳng qua vị diện, đặt từng phân thân ở các vị diện. Hắn chỉ đi vị diện cao đẳng cùng trung cấp, vị diện cấp thấp số lượng vô tận thì bị hắn không nhìn, bởi vì vị diện cấp thấp nhiều nhất chỉ có thể sinh ra nhị bộ Thiên Tôn, mà nhị bộ là không có tư cách tu ra Thiên Tôn ký hiệu, ngoại trừ loại biến thái như hắn nhưng thực lực của hắn lại là tam bộ, hơn nữa còn bởi vì đi khắp nguyên thế giới mới tu ra, chỉ cố thủ ở vị diện cấp thấp, làm sao có khả năng yêu nghiệt như thế. Cho nên, hắn không lãng phí thời gian này, hết thảy đều giải quyết, lăng hàn về tới lăng thành. Mặc dù chỉ đi hơn một ngàn vị diện, nhưng cũng tốn mất lăng hàn gần vạn năm thời gian, cái này ở lăng thành cũng không phải bí mật gì, dù sao thành chủ một mực không có hiện thân. Hác cảnh có dị động gì không? Lăng Hàn hỏi, không, hắn hết sức cẩn thận, hồ nữ nói sau khi lăng hàn rời đi liền giao nhiệm vụ giám thị tiệc vui chóng tàn cho nàng cũng chỉ có nàng mới có thể đảm nhiệm bởi vì nữ hoàng căn bản khinh thường những người khác lại thực lực không đủ mà hồ nữ sửa tình chơi vui như vậy nàng làm sao có thể bỏ lỡ tốt hiện tại ta tới giao ban lăng hàn cười nói không nữ cũng muốn tiếp tục chơi chung một chỗ chung một chỗ hồ nữ tràn đầy phấn khởi cái này muốn để thiên tôn khác biết khẳng định phải nói bọn hắn không làm việc đàng hoàng một cái là nhị bộ thiên tôn, một cái khác thì có được chiến lược tam bộ, thế mà tiêu hao cùng một chuẩn thiên tôn, không khỏi cũng quá để mắt đối phương A. Kỳ thật hiện tại Lăng Hàn cũng không có chuyện gì làm, tu luyện đang tiến hành, phân thân cũng thả ra, có dị động gì hắn đều sẽ biết, vậy thì tìm một ít chuyện đến làm chứ sao. Hác cảnh hết sức bảo trì bình thản, một mực không có dị động gì, hơn nữa cực kỳ quy củ, thời điểm cùng Lăng Hy trung đụng cực kỳ thủ lễ, chỉ bảo trì quan hệ sư huynh, sư muội không chút nào sốt ruột. Bất quá, chờ đợi hơn một vạn năm, Lăng Hy cũng muốn quay về võ Việt, không thể một mực ở nhà A. À. lang Lăng Hàn nghĩ nghĩ, liền không có ngăn cản, nhưng có một điều kiện, cái kia chính là để nữ nhi lại đợi 10 năm. Lăng Hy không khỏi giờ khóc giờ cười, cha làm sao có đôi khi như hài tử thế nhỉ, cái này cũng muốn cò kè mặc cả, bất quá nàng vẫn đáp ứng. Không có qua mấy ngày, hắc cảnh có hành động, hắn lặng yên rời Lăng Thành, đi vào một ngọn núi, sau đó tay lấy ra tiến phủ nói. Là sư huynh, bên người tình huống thế nào? chương 3181, nghe lén, sắp thành công, một thanh âm từ trong tín phủ truyền ra, mang theo một tia bất mãn. khách sư đệ, không phải đã nói rồi sao, vì cẩn thận, trước khi ta chạy tới, chúng ta không liên hệ sao? Tình huống có biến, Lăng nghi sẽ ở 10 năm sau rời Lăng Thành, thời gian lưu cho chúng ta không nhiều. hắc cảnh nói, ngươi nhất định phải ở trong vòng 10 năm đuổi tới. Ta tận lực, người đối diện nói, hắn dừng một chút, đột nhiên cười nói, khách sư đệ, đôi mẫu nữ hoa kia đến tột cùng mê người đến cỡ nào, ngươi lại vì các nàng ngay cả thiên tôn ký hiệu cũng bỏ được, tặng cho vi huynh. Người đây cũng không cần quản, muốn thiên tôn ký hiệu, lập tức mang theo vật kia đến. Khách cảnh không vui nói, tốt tốt tốt, ai bảo ngươi là con trai của sư tôn, vi huynh chính là chân chạy cho ngươi. Người đối diện kia nói, được rồi, ta sẽ nhanh chóng đuổi tới. Suy, tín phù lập tức thiêu đốt, hóa thành cho tàn hát cảnh phủi tay đây là phụ thân hắn đặc chế tín phù có thể để hắn cùng sư huynh liên hệ hư nếu không phải phụ thân đang lúc bế quan không cách nào liên hệ chuyện tốt như vậy sẽ tiện nghi ngươi hắn suy một tiếng quay đầu nhìn về phía lăng thành ánh mắt hiện ra một vòng ngấp nghé hưu hắn phát động thân hình trở về lăng thành sau khi hắn đi cách đó không xa hiện ra thân ảnh của lăng hàn cùng hổ nữ a à, nữ nghĩ ra rồi không sai biệt lắm một vạn năm trước gia hỏa này liền cùng la sư huynh kia liên lạc qua, để hắn đi tìm huyết nê gì đó. Hổ nữ nghiêng đầu qua suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ tay nói. Nhà đầu này, làm việc như thế nào vẫn không đáng tin cậy như thế. Lăng hàn thở dài, hổ nữ vẫn là hổ nữ kia, quả nhiên chỉ thích chơi, không thể để cho người yên tâm a. À. Hắn nhìn địa phương hát cảnh biến mất, trong ánh mắt tản ra hàn ý. Một mực nhìn chằm chằm hát cảnh, là hắn tự nhiên phản cảm bất luận người nào dám đánh chủ ý nữ nhi, nhưng hắn không nghĩ tới, hắc cảnh gan lớn như vậy, không những mang dã tâm với Lăng Hy, thậm chí ngay cả nữ hoàng cũng ngấp nghé, còn đánh chủ ý thiên tôn ký hiệu trên người hắn. Cái tiệc vui chóng tàn này hiển nhiên biết thực lực của ta, cho nên, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà thỉnh động la sư huynh gì kia. Là đồng phương A, trước đó nghe hắn nói qua, có một nhất bộ sư huynh. Lăng Hàn lẩm bẩm nhất bộ đương nhiên không thể nào là đối thủ của ta, cho nên là đồng phương liền không có trực tiếp tới, mà đi làm huyết nê gì kia cái đồ chơi này có thể tổn thương đến ta, thậm chí giết ta. Lăng Hàn phỏng đoán, mặc dù hắn đối với mình có lòng tin mãnh liệt, nhưng không thể cứng rắn chui vào nguy hiểm. Muốn hiện tại liền bắt hắn hay không? Hổ nữ tràn đầy phấn khởi. Không, chờ la sư huynh kia tới, chung một chỗ bắt. Lăng Hàn nói, hắn mở ra thần thức, bao phủ toàn bộ lăng thành, dù nhất bộ lại che giấu khí thức thế nào, hắn cũng có thể lập tức phát giác. Một khi thiên tôn nghiêm túc, ai có thể lấn? bốn năm sau đột nhiên trong lòng lăng hàn hơi động hắn nhìn đến một thiên tôn tiến vào trong thành phía bên kia ngụy trang rất khá hóa thành một hạt nhỏ bám vào một chiếc xe vận tải lại đi không sai biệt lắm một canh giờ lúc này mới hóa thành một võ giả thăng nguyên cảnh đi về thành tây lăng hàn lộ ra cười lạnh mỗi ngày hát cảnh đều sẽ tới trà lâu ở thành tây ngồi một hồi hiển nhiên hai người ước định ở nơi đó gặp mặt hắn cùng hổ níu lặng yên mà động cũng đi nơi đó quả nhiên tên thiên tôn này cùng hát cảnh rất nhanh liền gặp nhau, tiến vào một gian bao xương. Bọn hắn hết sức cẩn thận, trong phòng bày ra cấm chế, sẽ không để cho lời nói truyền ra. Dưới tình huống bình thường, ngay cả ngũ bộ thiên tôn cũng không có khả năng nghe lén được bọn hắn đang nói cái gì, trừ khi cưỡng ép đánh vào, vậy thì không gọi nghe lén. Nhưng mà, ai bảo Lăng Hàn đã sớm để mắt tới hát cảnh chứ? Hắn sớm ở toàn bộ trà lâu bày ra thủ đoạn, bởi vậy, mặc dù hai người kia mở cấm chế, lại thêm thủ đoạn của Lăng Hàn trước đó, tương đương uổng phí sức lực. Đương nhiên, đây cũng là Lăng Hàn, thực lực viễn siêu hai người, nếu không hát cảnh còn chưa tính, tên nhất bộ kia nhất định có thể thấy được đầu mối. Hiện tại hai người này liền hết sức yên tâm, khách sư đệ, từ biệt nhiều năm, người cũng bước vào chuẩn thiên tôn, chờ sư tôn xuất quan thấy được, tất nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ. Nhất bộ thiên tôn kia nói, hắn chính là La Đồng Phương La Sư Huynh. Hát cảnh cười ha ha, cảm ơn La Sư Huynh khích lệ, nhưng chuẩn thiên tôn cuối cùng là mang chữ chuẩn, còn lâu mới có thể so sánh với La Sư Huynh. Lời nói không thể nói như vậy, sau khi trở thành chuẩn thiên tôn, nhất bộ còn xa sao. La Đồng Phương cười nói, thật sự là rông dài, còn không tiến vào chính đề. Hổ nữ nhịn không được nhổ nước bọt, siết nắm tay nói. Lăng Hàn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, kiên nhẫn một chút, bọn hắn có thể tùy tiện nói, căn bản không cần lo lắng bị hai người bên trong nghe được. Quả nhiên, không lâu lắm, hai người trong phòng bắt đầu nói đến chính đề đồ vật lấy được chưa hát cảnh hỏi trong giọng nói lại có chút khẩn trương hiển nhiên hắn quá mức quan tâm ha ha sư đệ dặn đi dặn lại như thế vi huynh có thể không làm được sao la đồng phương cười nói bất quá đối phó một nhất bộ mà thôi cần chiến trận lớn như thế sao hát cảnh lắc đầu la sư huynh ngươi ngàn vạn lần không được coi thường lăng hàn kia người này ghê gớm mặc dù chỉ là nhất bộ lại có thể đối đầu tam bộ, là yêu nghiệt tuyệt đối. Thật hay giả, là đồng phương lộ ra vẻ hoài nghi, nhất bộ có thể địch nổi tam bộ, trên đời còn có sự tình càng hoang đường hơn sao. Là sư huynh trước đó không phải đang trùng kích chuẩn thiên tôn, chính là vì nhất bộ bế quan, cho nên đối với sự tình bên ngoài không để ý cũng bình thường. Hát cảnh gật gật đầu, bất quá, ta có thể cực kỳ khẳng định, lăng hàn yêu nghiệt chỉ ở trên ta hiểu rõ. Là đồng phương gật gật đầu, mặc dù hắn vẫn không thể nào tin được, nhưng hắn biết hát cảnh không phải người ăn nói lung tung. Vậy huyết nê này lại làm gì được hắn sao? Hắn ngược lại lo lắng. Hát cảnh cười lạnh, đây chính là một vị tứ bộ thiên tôn chúng thủ đoạn của cuồng loạn, toàn thân tất cả huyết nhục đều hóa thành huyết nê, có lực ăn mòn đáng sợ, ngay cả cha ta cũng vô cùng kiêng kỵ, nói ngũ bộ cũng có thể trúng chiêu. Giết nhất bộ, như trở bàn tay, chương 3182, huyết nê 1. Hơn nữa, chỉ cần số lượng vận dụng thỏa đáng, huyết nền này còn có thể để thiên tôn trăm tật quấn thân nhất định phải dùng tất cả lực lượng đi đối kháng bản thân lại như thư sinh trói gà không chặt la đồng phương lắc đầu sư đệ màu bệnh háo sắc của ngươi làm sao một mực sửa không được nếu không thành tựu của ngươi đã sớm vượt qua ta hắc cảnh lại cười ha ha một tiếng sư huynh người nếu chỉ tu luyện vậy cho ngươi sinh mệnh bất hủ lại như thế nào giết chết lăng hàn người phụ trách rút ra linh hồn của hắn luyện hóa thiên tôn ký hiệu mà ta thì phụ trách cứu người Tiểu nha đầu lăng ghi kia khẳng định sẽ rất cảm động, lại không biết, mẫu thân bị bắt đi của nàng lại thành nô lệ của ta, mặc ta bài bố, đùa bớn. Hai mắt hát cảnh phát sáng, là đồng phương lộ ra vẻ khinh thường, hắn là thật xem thường sư đệ một lòng nữ sắc này, nhưng ai bảo đây là con trai độc nhất của sư phụ hắn chứ? Lúc nào hành động, hắn hỏi, mau chóng, hát cảnh nói, hiện tại ta xem như triệt để đánh vào lăng ra, không có người sẽ hoài nghi ta, căn bản sẽ không nghĩ đến ta sẽ ở trong đồ ăn của bọn hắn hạ độc. a à, đều thành thiên tôn, còn cần ăn cái gì sao? Là đồng phương kinh ngạc, người không biết, một nhà này đều là ăn hàng. Bên ngoài, lăng hàn không khỏi im lặng, người bình thường đối với hắn đánh giá đều là ma vương, yêu nghiệt, biến thái, ăn hàng. Ai, hổ nữ lại cười ha ha, nữ chính là ăn hàng. Sau đó nàng dung sắc lạnh lẽo, lộ ra sát khí. Lăng hàn, chúng ta đi giết hai người xấu này đi. Lăng hàn gật đầu, tốt hắn một mực không có động thủ chính là đang chờ la đồng phương đến hiện tại chính chủ đã đến cũng hoàn toàn giải lá bài tẩy của bọn hắn vậy dĩ nhiên không cần khách khí hát cảnh cùng la đồng phương còn nói vấn đề chi tiết lại nghe cửa phòng cộc 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 vang lên hai người liếc nhìn nhau đều lộ ra vẻ kinh ngạc ai ta tới la đồng phương đi qua mở cửa chi một tiếng cửa phòng mở ra chỉ thấy ngoài cửa đứng một nam tử trẻ tuổi bên cạnh còn có một thiếu nữ mỹ lệ đến không cách nào hình dung nhưng mặt mày tất cả đều là vẻ tinh nghịch. Ngươi là ai? Hắn trầm ngâm hỏi, hiện tại hắn vẫn là ngụy trang thành thăng nguyên cảnh, phát ra khí tức cũng không phải rất cường đại. Lăng, Lăng Hàn, hát cảnh lại ở phía sau nhìn tinh tường, sắc mặt không khỏi kịch biến. Đang thương lượng làm sao hại người, đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, sao có thể không để hắn động dung. Oanh, là đồng phương lập tức buông tu vi ra, khí tức nhất bộ như biển cả mãnh liệt. Không một, Lăng Hàn đúng không, Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, La Đồng Phương nói, hắn khôi phục khí thế nhất bộ, mang theo tự tin mãnh liệt. Thiên tôn, cái nào không phải thiên tài, đồng dạng là nhất bộ, ai yếu hơn ai? Cho nên, mặc dù La Đồng Phương đồng ý cách làm của Hắc Cảnh, lấy huyết nê ám toán, nhưng nội tâm của hắn vẫn rất kiêu ngạo, cho rằng dù không cần thủ đoạn như vậy, hắn cũng có thể chấn được Lăng Hàn. Bành, nhưng Hắc Cảnh lại làm một cử động để La Đồng Phương hoàn toàn không nghĩ tới, hắn trực tiếp phá vỡ tường thân hình nhanh chóng bắn ra, bỏ trốn mất dạng. cái này là đồng phương vừa tức vừa giận, hắc cảnh sẽ có cử động như vậy, nói rõ đối phương căn bản không tin tưởng mình có thể chiến thắng lăng hàn, thậm chí ngay cả tư cách đối kháng cũng không có. lúc này mới sẽ trước tiên bỏ chạy. dựa vào, dựa vào, ngoá. là đồng phương tức gần chết, hắn lạnh lạnh nhìn lăng hàn, thầm nghĩ nếu mình lấy xuống đầu lăng hàn, ném đến trước mặt hắc cảnh, trên mặt da hỏa này lại sẽ là biểu tình gì? uy uy uy, không nên suy nghĩ lung tung. Lăng Hàn cười nói, hắn cũng không có truy kích hắc cảnh, bởi vì hổ nữ đã đi. Nhị bộ xuất thủ, còn có thể để chuẩn thiên tôn chạy trốn, kia thật là buồn cười. Coi ai cũng là Lăng Hàn sao? Lăng Hàn, đánh nhau cùng cấp, là đồng phương ta không thua bất luận kẻ nào. Là đồng phương tràn đầy tự tin nói, nha, Lăng Hàn gật đầu, còn có di ngôn gì muốn giao phó không? Người đi chết đi, là đồng phương xuất thủ, ông, trên tay của hắn lập tức có thiên tôn ký hiệu chấp động, kia là một trong bảy ký hiệu truyền thế có thể ra chỉ hắn bốn lần lực lượng cùng một thời gian hắn cũng vận chuyển một môn bí pháp phía sau có một đầu huyết lang hiển hiện ngửa mặt lên trời thét dài triệu hoán ra một vòng huyết nguyệt tản ra khí tức thê lãnh cùng cô tuyệt oanh huyết lang nuốt nguyệt mà la đồng phương cũng thôi động một kích này đánh tới tay phải nhô ra hóa thành một lang chảo lực lượng cực kỳ cường đại lang hàn lắc đầu rất vì ý vỗ ba một trường này căn bản không thể ngăn cản cánh tay của La Đồng Phương đầu tiên bị đánh gãy, sau đó thuận thế đặt lên ngực hắn, lực lượng kinh khủng bạo dũng, đánh nát lồng ngực của hắn. Trên mặt La Đồng Phương tất cả đều là chấn kinh, hắn bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn, bành, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, đầu là đầu, chân là chân, tay là tay. Đồng dạng là nhất bộ thiên tôn, hắn thế mà không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì hát cảnh vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền chạy mất dạng, bởi vì đối phương biết mình căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Tranh lệch này, lớn đến chân trời, mặt mũi hắn tràn đầy thất hồn lạc phách, đồng dạng là nhất bộ thiên tôn, hắn làm sao lại kém lang hàn nhiều như vậy. Lang hàn đương nhiên sẽ không để ý ý nghĩ của hắn, từ trên thân đối phương rất nhanh liền tìm ra một không gian tiên khí, sau đó dùng thần thức quét qua, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc. Từ bản năng, hắn cảm giác đồ vật trong này cực kỳ đáng sợ, để hắn rung động, tuyệt đối không muốn chạm thử. Đây chính là thiên tôn huyết nhục bị cuồng loạn ăn mòn lăng hàn cẩn thận từng ly từng tí mở nắp bình ra chỉ thấy có một tia hắc khí xuất hiện diễn hóa ra các loại hình dạng nhưng đều là loại độc vật như con nhện con rết hắn ngồi xổm xuống ở bên cạnh đầu lâu của la đồng phương có lực lượng của hắn áp chế la đồng phương căn bản không có cách gây dựng lại thân thể phục hồi thương thế như cũ lấy vật kia đi la đồng phương kinh hô mặt mũi tràn đầy khủng bố so với trước đó bị lăng hàn một quyền đánh nổ còn muốn khẩn trương sợ hãi hơn xem ra thứ này thật sự là ghê gớm, nhìn đem ra hỏa này dọa thành cái dạng gì. Trường 3183, Huyết Nê 2 lang Hàn cười cười, đã sợ hãi như thế, vì cái gì ngươi còn muốn mang tới, còn mưu toan để cho ta ăn, lại nói, mặc dù ta là cái ăn hàng, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ ăn cái đồ chơi này. Là đồng phương thầm nghĩ nếu là hắc cảnh thực sự ra tay, khẳng định sẽ dùng thủ đoạn che giấu, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra dị dạng. Đương nhiên, lời này hắn khẳng định không dám nói. Các hạ, ta cũng là bị người lừa gạt, còn xin tha ta một lần. Hắn cắn răng nói, thân là một thiên tôn, muốn nói ra lời này không biết cần bao nhiêu dũng khí, để hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Lang Hàn không khỏi bật cười, người ta ngàn dặm đưa lông hồng, lễ nhẹ tình nghĩa nặng, người lại vạn dặm đưa độc dược, cái này lại tính là gì? Là đồng phương nói không ra lời, hiện tại hắn duy nhất có thể bắt lấy, chính là việc này hát cảnh là chủ mưu, hắn chỉ là đưa chút đồ vật mà thôi ta đối với hành vi của sư đệ thật sự là không biết một tí gì hắn nói lăng hàn đổ đồ vật trong bình ra một chút kia là huyết nê hắn bồi ở trên tay cụt của la đồng phương trên lý luận mà nói cánh tay của thiên tôn cho dù là một cái tay cụt cũng vạn cổ không hỏng nhưng bị huyết nê đụng một cái trong nháy mắt liền ăn mòn hóa thành một vũng máu thật độc lăng hàn nhìn về phía la đồng phương chỉ lắc đầu cũng không nói lời nào lăng hàn nếu bắt được người banh hổ nữ vọt vào trong tay mang theo một người chính là Hắc cảnh nhị bộ xuất thủ chuẩn thiên tôn làm sao có thể trốn được ba hổ nữ vứt Hắc cảnh ở trên mặt đất lang hàn mỉm cười lần thứ nhất gặp ngươi ta liền nói ngươi tiệc vui chóng tàn hiện tại đến xem ta thực sự không có nói sai a à. Hắc cảnh cắn răng trên mặt càng có vẻ không cam lòng hắn không biết sai lầm nơi nào qua nhiều năm như thế hắn một mực biểu hiện rất bình thường căn bản không có lộ ra một chút kẽ hở a à. Hắn đau thương cười một tiếng, "Ngươi là làm sao khám phá?" Lăng Hàn cũng không có dấu giếm, nói sự tình trải qua một lần. Hắc Cảnh không khỏi tức chết, hắn thế mà thua tình cảm của Lăng Hàn đối với ái nữ. "Ngươi cái hộ nữ cuồng ma này, con gái của ngươi đã là tiên vương, cần khẩn trương như vậy sao?" Hắn hận a, à, đây hết thảy không phải là tính toán của hắn xảy ra vấn đề, cũng không phải hắn làm việc không đủ cẩn thận, mà chính là Lăng Hàn con mẹ nó hộ nữ thành cuồng, mới khiến cho hắn ngoài ý muốn bắt được cái đuôi nhỏ của mình hắn hận hắn hận hắn hận a à. không cần không cam lòng như thế coi như ngươi không có ý kiến gì đối với tiểu bảo bối nhà ta nhưng ngươi cho rằng một nhất bộ một chuẩn thiên tôn lại có thể bắt ba tên thiên tôn hơn nữa phân biệt có được thực lực tam bộ nhị bộ lang hàn lắc đầu hắc cảnh thật sự là ý nghĩ hão huyền huyết nê này xác thực rất lợi hại nhưng muốn hắn chúng chiêu làm sao dễ dàng như vậy ta nhận thua hắc cảnh cúi đầu nói ngươi muốn cái gì lang hàn kinh ngạc ngươi cho rằng Ngươi cho ta một vài thứ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Hắc Cảnh hừ một tiếng, "Cha ta chính là Ngũ Bộ Thiên Tôn Hắc Thiên Quân, nếu như ngươi giết ta, vô luận chạy trốn tới vị diện nào, cha ta cũng sẽ tìm ra ngươi, oanh sát ngươi." Lăng Hàn cẩn thận nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, "Ta giết qua con trai của Ngũ Bộ sao?" Một lúc sau, hắn lắc đầu, "Giết qua quá nhiều người, thực sự nghĩ không ra. Không quan trọng, giết ngươi xong, ta liền khẳng định giết qua con trai của Ngũ Bộ." Ngươi Hắc cảnh kinh hãi cái này lại không phải vinh quang gì ngươi liều mạng ôm làm gì a à? hắn vội vàng nói ngươi không sợ cha ta trả thù sao a à, ngươi cho rằng nếu ta sợ hãi liền sẽ buông tha một xúc sinh đánh chủ ý người nhà ta lang hàn lắc đầu loại cạn bã như ngươi vẫn là chết sớm sớm siêu sinh a à? banh hắn đánh xuống một quyền Hắc cảnh lập tức bị oanh sát thành cạn bã là đồng phương đầu đầy mồ hôi lạnh mặc dù hiện tại hắn cũng chỉ có cái đầu có thể chảy mồ hôi hắc cảnh bị xử lý dễ dàng như vậy, hắn có thể may mắn thoát khỏi sao? Hắn là thiên tôn A, à, tồn tại trời cũng phải tôn, bây giờ sinh tử tất cả ở trong một ý niệm của người khác, để hắn làm sao có thể không hoảng hốt. Trước kia vô luận đối mặt tình hình nguy hiểm gì, hắn đều biết mình có thể chịu nổi, chỉ cần thực lực còn, cái kia luôn luôn có hy vọng. Nhưng bây giờ hắn lại nửa điểm biện pháp cũng không có, chỉ có chờ chết. Hắn cũng coi như có chút cốt khí, biết Lăng Hàn không có khả năng bỏ qua mình, liền dứt khoát không cầu xin. Lăng Hàn tiện tay đập qua, đầu của La Đồng Phương cũng bị đập vỡ nát, loại người này đương nhiên không thể tha. Ai, chơi không vui, hổ nữ chu miệng nhỏ, Lăng Hàn vỗ vỗ đầu của nàng, việc hay còn nhiều lắm, về sau lại tìm. Lăng Hàn, chúng ta đi sinh bảo bảo đi, hổ nữ hai mắt chấp chấp, không nói lời gì, lôi kéo Lăng Hàn liền đi. Ngày thứ hai, Lăng Hàn nói chuyện này cho nữ hoàng, tự nhiên để nữ hoàng giận tím mặt, hận không thể tiên thi hát cảnh. Lăng Hy thì không hay biết gì, nàng một mình trở về võ viện, về phần hắc cảnh, thì bị Lăng Hàn nói là đã sớm rời đi, không đi cùng nàng, miễn cho nhà đầu này nói lộ miệng. Mặc dù cha của hắc cảnh còn đang bế quan, nhưng sau khi hắn xuất quan tất nhiên sẽ đến báo thù. Nhu yêu nữ nói, nữ hoàng cũng nói, lấy năng lực của thiên tôn, lại thêm huyết mạch liên hệ, đối phương hẳn là rất dễ dàng tìm đến nơi đây. Lăng Hàn gật gật đầu, chúng ta nên rời đi, không có việc gì, cái lăng thành này vốn chính là xây cho hắc cảnh nhìn, Lăng Hàn căn bản không có dự định ở chỗ này lâu dài, bởi vậy hắn thông chi một tiếng, sau một tháng bọn hắn liền lên đường xuất phát, đi địa phương khác. Lần này, Lăng Hàn chân chính an bài tư gia, đây là một địa phương cực kỳ yên tĩnh, sơn thủy yêu mỹ, phong quang tú lệ. Ở chỗ này tu luyện mười mấy vạn năm, Lăng Hàn lại ngồi không yên. Yên lặng tu luyện như thế, tiến cảnh của hắn quá chậm, muốn đến thất bộ không biết cần bao lâu. Hắn không có cảm ứng được phân thân truyền đến bất cứ ba động gì, thực sự cực kỳ nhàm chán, liền cùng nữ hoàng, hổ nữ xuất phát, tìm đại hắc cẩu, ra hỏa này biết gây chuyện nhất, có lẽ sẽ có sự tình gì vui. Ba người đi vào võ viện, gặp lăng kiến tuyết, hàn huyên chủ đề phụ tử một chút, hắn liền hỏi tung tích của đại hắc cẩu. chương 3184, Thế Đạo Loạn. Thật đúng là xảo, đại hắc cẩu cũng đang tìm hắn, nhưng không biết đi nơi nào, liền ở chỗ này chờ. Chó chết, chuyên chờ ta, khẳng định không có chuyện tốt lành gì a à. Lăng Hàn nói, há chỉ không phải chuyện tốt, đơn giản chính là ra đại sự, trời cũng sắp sụp. Đại Hắc Cầu luồn lên nhảy xuống, làm sao vậy? coi như trời sập, không phải còn có người cao gánh sao? Lang Hàn cười nói, đừng nói nữa, hiện tại chính là mấy người cao này đang nháo a. Đại Hắc Cầu thở dài, ngươi nói cụ thể một chút xem. Biểu lộ của Lang Hàn cũng biến thành nghiêm túc, đều bởi vì cuồng loạn uy hiếp tiêu trừ, hiện tại phẩm tính ác liệt của mỗi người đều lộ ra ngoài. Đại Hắc Cầu nói, Lang Hàn nhìn con chó chết này một chút. Ngươi là nói mình sao? Đại hắc cầu so ngón giữa, sau đó nói. Không có ngoại hoạn, tự nhiên chỉ còn lại có nội đấu. Trước đó liền có thiên kiêu vô thượng vô duyên vô cớ biến mất, nhưng bây giờ liền trầm trọng thêm, thật nhiều thiên tôn liên thủ, công nhiên sát hại thiên tôn khác, cướp đoạt thiên tôn ký hiệu của bọn hắn. Lúc này Lăng Hàn mới kinh hãi nói, lại có chuyện như vậy, bọn hắn không biết sợ sao, hiện tại thất bộ thiên tôn còn ở ngoại vực chiến trường, nhưng còn có cường giả lục bộ như Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Tiêu Dương. Bọn hắn sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Sợ cái gì, người không biết, chuyện này chính là một tên lục bộ thiên tôn gây ra trước. Đại Hắc Cầu lắc đầu, vị nào, vạn ảnh thiên tôn, Đại Hắc Cầu nói, lão gia hỏa này lôi kéo một đám người, tùy ý tàn sát thiên tôn khác, tựa hồ liệu định những thất bộ kia không dứt ra được. Hiện tại, người người cảm thấy bất an, rất nhiều thiên tôn bị ép kết thành đồng minh, có chút thế lực thậm chí giống như vạn ảnh minh bắt đầu săn giết thiên tôn cầu ra vội vã gặp ngươi chính là muốn nói cho ngươi tiểu tử ngươi người mang không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu khẳng định sẽ bị người để mắt tới nhất định phải cẩn thận đại hắc cầu hết sức nghiêm túc nói lăng hàn gật đầu hắn có thể tự do xuyên thẳng qua vị diệt đây là át chủ bài cường đại nhất của hắn nhưng lá bài tẩy này không thể lạm dụng vạn nhất gặp được cuồng loạn cái kia so với tao mộ thất bộ còn muốn đáng sợ lăng hàn chúng ta có phải cũng đi ôm một cái đùi hay không? Đại Hắc Cẩu nói, người khác chúng ta không thể tin tưởng, nhưng đám người Chu Hằng, sở hạo tuyệt đối không có vấn đề, không bằng chúng ta đi tìm bọn hắn A. À. Lăng Hàn nghĩ nghĩ nói, cũng nên đi gặp mấy vị tiền bối Chu Hằng một lần, tìm hiểu xem bọn hắn đối với chuyện này có ý kiến gì không. Ba người bọn họ tăng thêm Đại Hắc Cẩu cùng lúc xuất phát, tiến về lâm ra tổ địa, Chu Hằng cùng sở hạo không biết, nhưng lâm tiêu dương hẳn là tỏa trấn ở nơi đó thời điểm bọn hắn đi vào lâm ra chỉ thấy nơi này giới vệ xâm nghiêm như lâm đại địch người nào lập tức có người nhìn lăng hàn quát hỏi lăng hàn cố ý đến đây bái kiến lâm tiêu dương đại nhân lăng hàn nói một lát sau chỉ thấy có một người từ trong núi bay lượn ra rơi vào trước mặt lăng hàn hắn nhìn kỹ đám người lăng hàn lúc này mới ôm quyền hành lễ lăng đại nhân đừng trách tại hạ thất lễ nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường tại hạ không thể không cẩn thận lăng hàn gật đầu Ta minh bạch, mạnh như lâm gia cũng như lâm đại địch, có thể thấy được thế đạo loạn đến mức nào. Đám người bọn họ được mời vào lâm gia, cũng không lâu lắm, lâm phiêu tuyết xuất hiện, mang theo bọn hắn đi gặp lâm tiêu dương. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng bước vào nhị bộ, tiến cảnh cực kỳ nhanh. Bái kiến lâm đại nhân, nhìn thấy lâm tiêu dương, tất cả mọi người ôm quyền hành lễ. Lâm tiêu dương gật gật đầu, ta biết các ngươi vì sao mà tới. Đại nhân, chúng ta cũng hoài nghi là cuồng loạn cố ý chế tạo năng lượng chiều dâng để chúng ta tự giết lẫn nhau, vậy vì sao không ngăn cản? Lăng Hàn hỏi, đại hắc cầu vội vàng nháy mắt, người ta là cường giả lục bộ, là người có thể chất vấn sao? Lâm Tiêu Dương cũng không coi là ngang ngược, hắn thở dài. Người có biết, thế gian tổng cộng có bao nhiêu lục bộ không? Trong mắt của Lăng Hàn không khỏi hơi híp, bao nhiêu, tổng cộng 307 vị. Lâm Tiêu Dương nói, mặc dù ta cùng Chu Sư Đệ sở sư đệ đang cật lực cân đối, nhưng lấy lực lượng của ba người chúng ta, hoàn toàn không đủ để lắng lại trận nội loạn này. Vậy khẳng định có người trợ giúp, nếu không cục diện như vậy cũng không có khả năng nói xuất hiện liền xuất hiện. Lăng Hàn nói, có phải là vạn ảnh thiên tôn hay không? Lâm Tiêu Dương lắc đầu, ta cùng đám người chu sư đệ cũng từng đi tìm vạn ảnh, nhưng căn cứ tư liệu chúng ta đạt được, vạn ảnh kỳ thật cũng không phải người thứ nhất cổ động, đến tột cùng là ai ở sau lưng thôi động, trước mắt còn giấu ở sau màn. Chẳng lẽ, người này âm thầm cấu kết với cuồng loạn, trở thành chó săn của nó. Lăng Hàn hết sức kinh ngạc, có thể dẫn xuất nhiễu loạn lớn như thế, này làm sao cũng phải là một vị lục bộ, nhưng cường giả lục bộ ngay cả chút ý thức ấy cũng không có, vậy mà hợp tác với cuồng loạn. Không không, Lâm Tiêu Dương lắc đầu, hắn đối với cái này cũng cực kỳ hoang mang. Theo lý mà nói, chỉ cần người có chút lý trí liền hẳn phải biết hợp tác với cuồng loạn là bảo hộ lột ra, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ để cho mình bi kịch, bởi vì mục tiêu của cuồng loạn chính là thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới thay vào đó trở thành tồn tại trí cao vô thượng có thể trưởng khống hết thảy nhưng muốn nói không có người cổ động sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như vậy sao ngay cả lục bộ như lâm tiêu dương chu hằng sở hạo cũng không cách nào tra ra người giật dây huống chi là lăng hàn bởi vì hắn biết đến cường giả lục bộ cũng chỉ giới hạn trong ba người lâm tiêu dương cũng không thể hoài nghi ba người này a à. bên ngoài thế đạo hỗn loạn các người trước hết ở chỗ này đi Lâm Tiêu Dương nói, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liền tiếp nhận hảo ý của Lâm Tiêu Dương, phía ngoài thế đạo xác thực hỗn loạn, dưới tình huống không có thiên tôn ký hiệu xuất thế, hắn cũng không cần đi chạy ngược chạy xuôi, vậy ở nơi nào tu luyện không được. Đa tạ tiền bối, Lăng Hàn xuất động, hắn sẽ về Lăng Thành đưa người tới, lại nghĩ cách thông chi bọn người Vũ Hoàng đang ở xa bốn phía lịch lãm. Trường 3185 thông ra, khi tất cả người đều đi vào, đám người liền ở phụ cận Lâm ra xây một tòa thành thị mới, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, mặc dù nơi này cách Lâm gia y nguyên còn có trên vạn dặm, nhưng hoàn toàn là ở trong phạm vi thế lực của Lâm gia, thậm chí vẫn là khu vực trung tâm. Bởi vậy, ai dám xâm phạm, dù tất cả mọi người tin tưởng, hiện tại không có một thất bộ thiên tôn nào có thể rảnh tay, từ ngoại vực chiến trường trở về, nhưng thất bộ thiên tôn miễn là còn sống, ai dám quấy nhiễu đạo tràng của bọn họ. Sau khi hết thảy dàn xếp lại, Lăng Hàn bắt đầu bế quan tu luyện. Đã không cách nào thu hoạch được càng nhiều thiên tôn ký hiệu, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng thời gian dài đến để thăng tốc độ tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh liền là 100 triệu năm qua đi. Đối với thiên tôn mà nói, 100 triệu năm kỳ thật không dài, thậm chí đối với tiên vương mà nói, cái này kỳ thật cũng chỉ có thể xem như hơi thêm chút thời gian. Nhưng mà, trong 100 triệu năm này lại phát sinh rất nhiều đại sự. Đại lượng thiên tôn bị tàn sát, bởi vì thiên tôn ký hiệu, nhấc lên một trận săn giết đối với thiên tôn, đừng nói tứ bộ, ngũ bộ, thậm chí lục bộ thiên tôn cũng gặp phải nguy hiểm. Đây cũng không phải nói bậy, chỉ ít có 3 tên lục bộ thiên tôn bị vây giết, bất đắc dĩ nuốt hận. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, lục bộ là khái niệm gì? Phía trên ngoại trừ thất bộ liền không có mạnh hơn, mà bây giờ mấy vị thất bộ kia đều ở ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn, dưới tình huống như vậy lục bộ cũng vẫn lạc, người nói kinh người hay không? Không có ai biết ba tên lục bộ kia đến cùng chết thế nào, có phỏng đoán nói là bị mười mấy tên lục bộ vây công mới hóa đạo, có phỏng đoán thì càng thêm khoa trương, nói có thất bộ âm thầm ra tay, mới đưa đến ba tên lục bộ kia ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cái này một mực không có đáp án, bởi vậy cũng làm cho chư đại thiên tôn trở nên càng thêm lo lắng, người người cảm thấy bất an. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, trong 100 triệu năm này số lượng thiên tôn vẫn lạc đạt đến khoảng 1 phần 5, không biết vượt qua ngoại vực chiến trường chiến chết gấp bao nhiêu lần. Tộc nhân của Chu Hằng, Sở hạo cũng di chuyển qua, ba đại cường giả lục bộ liên thủ tỏa chấn ở năm tháng khác, một tên lục bộ liền có thể chấn áp phản cổ, nhưng bây giờ thời cuộc khác biệt, ngay cả lục bộ cũng cần ôm đoàn sưởi ấm, bởi vì lục bộ khác đều đã liên thủ, lục bộ cô đơn chỉ có bị lần lượt đánh tan. Trên thực tế, dù ba đại lục bộ liên thủ cũng không tính an toàn như thế nào. trong thiên tôn đồng minh khác, số lượng lục bộ ít thì bảy tám cái, nhiều thì mười mấy. bởi vậy, lâm tiêu dương, sở hảo, chu hằng còn tìm kiếm đồng minh mới, nhưng ba người bọn họ là sư huynh đệ, đương nhiên có thể hoàn toàn tiến nhiệm lẫn nhau. Nhưng muốn hấp thu người thứ tư tiến vào đội ngũ của bọn hắn, chỉ là tiến nhiệm liền cực kỳ khổ sở. Lại nói, lục bộ khác cũng rất khó tiến nhiệm ba người bọn họ, dù sao ba cái này là người một nhà, đừng liên thủ lại hố mình. Chính vì như thế, 100 triệu năm trôi qua, ba người Lâm Tiêu Dương còn tìm kiếm lấy đồng minh. Lăng Hàn xuất quan, tìm hiểu tình huống một chút, lại bắt đầu bế quan tu luyện dài dằng dặc. Hắn cũng không thích ăn nhờ ở đậu, mà nghĩ sống yên phận ở trong loạn thế này, chỉ có một thứ mới có thể bảo đảm thực lực, mới đầu, Lăng Hàn còn cách hai ba ức năm, mười mấy ức năm liền suốt quan một lần, tìm hiểu tình huống một chút, bất quá mỗi lần đạt được phản hồi đều không sai biệt lắm, lại có đại lượng thiên tôn bị giết, phảng phất như thiên tôn biến thành rau cải trắng, có thể tùy ý thu hoạch. Còn tốt, Lâm, Chu, sở ba đại lục bột vả chấn, lại thêm Lâm lạc thất bộ chi uy, nơi này một mực hết sức an toàn, cũng không ai công kích, nhưng người nào cũng không biết dạng an toàn này, dạng yên tĩnh này còn có thể tiếp tục bao lâu. Hơn 10 tỷ năm qua đi, Lăng Hàn cuối cùng thúc đẩy Tu Vi đến nhất bộ hậu kỳ, hắn hạ ngoan tâm, tiếp tục bế quan, không thành nhị bộ liền không ra ngoài. Một tỷ năm, năm tỷ năm, mười tỷ năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, nhóng một cái lại là hơn hai mươi tỷ năm qua đi. Lăng Thành đã sớm phát triển, mà đám người Vũ Hoàng, gì cũng nhao nhao trở về, về sau ngay cả kỳ vô danh, hỏa phù dung, kim thiền tử cũng gia nhập Lăng Thành, dù sao tất cả mọi người đến từ tiên vực, gặp được nguy hiểm tự nhiên liền đi tới chung một chỗ. Lăng Hàn một mực bế quan không ra, để nữ hoàng, hổ nữ cũng cảm thấy nhàm chán, đi theo bắt đầu bế quan, bởi vậy, dưới nhiều đời phồn diễn sinh sống, hiện tại người mới căn bản không biết Lăng Thành còn có nhân vật như Lăng Hàn, nữ hoàng, chỉ biết vũ hoàng, dị, kỷ vô danh, đại hắc cẩu. Đúng lúc này, có đại tin tức truyền ra, vinh ra, ứng ra sẽ cùng ba nhà lâm, chu, sở kết minh. Vinh ra lão tổ vinh thiên ngọc, ứng ra lão gia ứng cửu dương, đó đều là cường giả lục bộ, một khi cùng đám người Lâm Tiêu Dương tạo thành đồng minh, như vậy thực lực của bọn hắn chắc chắn xuất hiện tăng lên to lớn, tăng lên rất nhiều hệ số an toàn. Vinh Dương, tứ bộ thiên tôn, thân tử của Vinh Thiên Ngọc, tu luyện bảy kỳ nguyên, từng bước một từ tiên vương đến thiên tôn, lại đến tứ bộ, mặc dù không nghịch thiên bằng Lâm U Liên, tân khí hổ, nhưng ổn định đến đáng sợ, đồng dạng cho thấy thiên phú võ đạo kinh người của hắn. Hiện tại, Vinh Dương liền đại biểu phụ thân của hắn, đến Lâm gia thương thảo chi tiết kết minh hiện tại Lăng Thành miễn cưỡng xem như một phần tử của Lâm gia, tự nhiên cũng nghe đồn đãi chuyện này. Nghe nói, Vinh Dương muốn cùng Lâm Phiêu Tuyết kết thành vợ chồng, thông qua phương thức thông gia đến vững chắc đồng minh. T, Phiêu Tuyết tiên tử phải lập gia đình rồi. Ông trời của ta, ta muốn hỏng mất, người tan vỡ cái gì, coi như Lâm Phiêu Tuyết đại nhân không gả cho Vinh Dương, chẳng lẽ còn sẽ gả cho ngươi sao? hóa ta nghĩ không được sao? Ngoài vạn dặm tin tức cũng truyền đến Lăng Thành, để rất nhiều người nghị luận ầm ý có lục bộ thiên tôn mới gia nhập đồng minh, đây là một tin tức kinh người. Mà ở trong nhiệt nghị, một thanh niên cũng tới đến Lăng Thành, hắn gọi Vinh Tân Khoan. Nghe nói, chủ nhân Lăng Thành Lăng Hàn đã từng từng chiếm được một viên thiên tôn ký hiệu. Vinh Tân Khoan hỏi người bên cạnh, nếu như Lăng Hàn ở đây, liền có thể nhận ra người này. Cửu Ngũ Thiên Tôn, chương 3186, Vinh Tân Khoan phách lối. Hắn gật gật đầu, ở trong chiến trường vực ngoại, Lăng Hàn xác thực đạt được một viên thiên tôn ký hiệu thời điểm nói câu này trong ánh mắt của hắn có một tia ngoan lệ trong mấy vị thiên tôn từ tiên vực đi ra lấy cửu ngũ thành tựu thấp nhất vô nhạc ở tiên vực thiếu chút nữa tu thành nhị bộ đi vào viêm xương vị diện hắn càng nhất phi trùng thiên trước đây không lâu liền bước vào tứ bộ dù sao tiên vực tuy nhỏ nhưng có thể ở tiên vực tu thành nhất bộ kỳ thật đều là thiên tài tuyệt đỉnh thanh hỏa cũng chỉ hơi kém sớm đạt đến tam bộ đỉnh phong lúc nào cũng có thể đột phá mà phong tình kỳ thật càng thêm bá khí thế mà tu ra thiên tôn ký hiệu thuộc về mình, mặc dù bây giờ tu vi không bằng vô nhạc, nhưng nói không chừng đi sau mà tới trước, thành tựu ngũ bộ cũng có khả năng. Duyên sinh thiên tôn trước mắt vừa mới bước vào tam bộ, nhưng hắn là từ tiên vương cất bước, có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành thiên tôn, thiên phú không nghĩ cũng biết. Nhưng cửu ngũ thiên tôn thì sao? Hắn đã sớm bước vào tam bộ, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn một mực cắm ở tam bộ sơ kỳ, từ đầu đến cuối không có tiến bộ gì. So sánh với nhau, hắn ảm đạm phai mờ. Bây giờ thời cuộc dung chuyển, cửu ngũ thiên tôn cũng khó có thể chỉ lo thân mình, chỉ có thể hạ mình đầu nhập vào dưới cờ của Vinh Thiên Ngọc. Lúc đầu hắn rất khó có khả năng lại cùng Lăng Hàn sinh ra gặp nhau, nhưng ai có thể nghĩ đến, Vinh Thiên Ngọc cùng Lâm ra kết minh, thế là, hắn cũng may mắn đi theo đoàn đại biểu lần này tới. Vinh Tân Khoan là đường đệ của Vinh Dương, hắn xa xa không có yêu nghiệt như Vinh Dương, nhưng lưng tựa đại thụ, hắn cũng tu đến tầng 9, làm người tương đối. Không coi ai ra gì, cửu ngũ thiên tôn đi vào lâm gia biết được lăng hàn ở phụ cận hắn liền linh cơ khẽ động cổ động vinh tân khoan vinh tân khoan là tính cách gì hắn hoàn toàn không coi ai ra gì cho rằng bá phụ là cường giả lục bộ cơ hồ thiên hạ vô địch hắn tự nhiên không để ai vào mắt tỷ như lâm gia chu gia sở ra hắn không dám chọc nhưng lăng gia tính là gì người mạnh nhất cũng bất quá nhị bộ hắn làm sao để ý xuất động một cửu ngũ thiên tôn liền có thể quét ngang hắn muốn đoạt được thiên tôn ký hiệu của lăng hàn Giao cho Vinh Dương, vỗ mông ngựa của vị biểu ca này, dù sao hắn biết, mình ở trong lòng Vinh Thiên Ngọc tự nhiên kém xa Vinh Dương tiết tắc, đương nhiên phải đập tốt mông ngựa của đường ca, nói không chừng có một ngày liền sẽ có đại cơ duyên dáng lâm ở trên người hắn, một cước tiến lên Thiên Tôn. Thế là, bị cửu ngũ Thiên Tôn giật dây, hắn liền đến. Vinh Tân khoan hai tay bắt chéo sau lưng, nhanh chân đi ở phía trước, mà cửu ngũ Thiên Tôn thì nhắm mắt theo đuôi, từ đầu đến cuối rơi ở phía sau nửa thân, để Vinh Tân khoan hết sức hài lòng. Nhưng hắn lại không biết, thiên tôn nào không phải ngạo khí trùng thiên, làm sao có thể cúi đầu một tên tầng 9. Đây chỉ là cửu ngũ thiên tôn vì lợi dụng hắn mà thôi, dụng ý tự nhiên là để hắn làm chim đầu đàn, lấy vinh tân khoan ngạo mạn lại thêm tính tình của Lăng Hàn, kết quả khẳng định hỏng bét đến cực hạn, nói không chừng cái ngốc bức này sẽ bị oanh sát. Đến lúc đó, Vinh Dương tất nhiên sẽ xuất thủ, tứ bộ thiên tôn còn không thể trấn áp Lăng Thành nho nhỏ. Lui một vạn bước mà nói, coi như Vinh Dương không thể giải quyết Lăng Thành, Vậy chỉ cần hắn ra một chút việc, một vị lục bộ nổi giận. Lăng Hàn tất nhiên là chết chắc, vị trí của Lăng Hàn tự nhiên không phải bí mật gì, chỉ cần tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết, bởi vậy Vinh Tân Khoan cùng Cửu Ngũ Thiên Tôn rất nhanh liền tìm được địa phương. Vinh Tân Khoan lộ ra một nụ cười khinh thường, hắn nhanh chân mà đi, bước về phía cổng. "Các hạ, ngài muốn tìm ai?" Ngoài cổng Lăng phủ đương nhiên là có thủ vệ, lập tức nhìn Vinh Tân Khoan hỏi. Bởi vì Lăng Hàn ghét nhất cách làm vinh váo hung hăng bởi vậy hạ nhân lăng phủ cũng cực kỳ khách khí, không bởi vì trong phủ có ba vị thiên tôn liền diễu võ dương oai. Vinh Tân Khoan lại không bán sổ sách chút nào, hắn tự nhận là chất tử của lục bộ thiên tôn, trên đời này tất cả mọi người hẳn là cung cung kính kính với hắn, bởi vậy hắn chỉ khinh miệt nhìn thủ vệ một chút, sau đó nói. Gọi lăng hàn đi ra, quỳ nghinh tiếp bản tỏa, thủ vệ nghe xong, lập tức giận tím mặt, hạ nhân lăng ra không có thói quen vinh váo hung hăng là không sai, nhưng cũng không có thói quen mặc người cưỡi trên đầu người nào không biết tính tình của lăng hàn chỉ cần người mình không làm sai hắn sẽ ủng hộ đến cùng đối đầu ai cũng sẽ không sợ huống chi lần này là vinh tân khoan mở miệng ô nhục lăng hàn để tên thủ vệ này làm sao có thể không giận hắn lập tức tế ra một thanh trường kích nhắm đối phương điềm nhiên nói lập tức nói xin lỗi thu hồi lời vừa rồi gia đình nho nhỏ cũng dám hô quát bản tọa vinh tân khoan suy nói hắn vươn tay trấn về phía thủ vệ thủ vệ kia vội vàng phản kích nhưng hắn chỉ là thăng nguyên cảnh, làm sao có thể địch nổi tầng 9. 3. Lực lượng của Vinh Tân khoan hóa thành một bàn tay lớn màu xanh, đã bắt lấy tên thủ vệ kia. Cầu xin tha thứ, có thể thả ngươi một con đường sống. Vinh Tân khoan ngạo nghễ nói, phi, thủ vệ kia lại phun về phía Vinh Tân khoan, chỉ là cái này làm sao có thể phun đến trên người Vinh Tân khoan, bị một đạo quang thuẫn hộ thể ngăn cản. Muốn chết, Vinh Tân khoan nhíu mày, sát khí bốn phía, tâm niệm vừa động, bàn tay lớn màu xanh lập tức siết chặt, ba, tên thủ vệ kia lập tức bị bóp nát, hóa thành huyết thủy. Phế vật không biết lượng sức, hắn khinh thường nói, nhanh chân đi về phía đại môn. Người nào, lại dám hành hung ở lăng phủ, một người bay vụt rơi xuống. Vinh Tân khoan nhìn thoáng qua, nói, ngươi chính là lăng hàn. Hắn gặp qua bộ dáng của lăng hàn, chính là bộ dáng trước mặt này, chỉ là. Tu vi đối phương nhìn qua cũng chỉ có tầng 9A. Ta chính là lăng hỏa, người này nói, ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức phát hiện huyết thủy của tên thủ vệ kia còn không có hoàn toàn rơi xuống. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, có chút cảm ứng, đã bắt được tàn hồn của tên thủ vệ kia, trước đó chuyện gì xảy ra toàn bộ hiển hiện ở trong thức hải. Hắn không khỏi giận dữ, người này chạy đến lăng ra, không phân xanh đỏ trắng đen liền giết người, đây là phách lối cỡ nào. chương 3187, quá phí lời. Lăng hỏa chính là lúc trước lăng hàn đạt được một trong chín đạo thiên địa bản nguyên biến thành, về sau đều thả bọn hắn tự do, để bọn hắn có được bản thân. Thiên địa bản nguyên có ưu thế của thiên địa bản nguyên, trời sinh liền có được đặc tính tiên vương cấp, nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng, bởi vì là quy tắc thiên địa thai ngén, đương nhiên cũng không có khả năng siêu việt bản thân quy tắc, cho nên tầng 9 chính là đỉnh phong, không có khả năng siêu việt cấp bậc này mà trở thành thiên tôn. Người thật to gan, lang hỏa lành lạnh nói, trước đó 9 người bọn hắn một mực lịch luyện bốn phía, thẳng đến tầng 9, cảnh giới tiến không thể tiến, liền tới lăng ra, làm vì tùng của lăng hàn. Bởi vậy, hiện tại hắn đương nhiên phẫn nộ, vinh tân khoan lộ ra biểu lộ khinh thường, gia đình nho nhỏ, cũng dám nôn nước bọt với bản tọa, chẳng lẽ không đáng chết sao? Người họ lăng, cùng lăng hàn là quan hệ như thế nào? Được rồi, bản tọa cũng không thèm để ý, nhanh đi kêu lăng hàn ra, quỳ ninh bản tọa. Sau khi lăng hỏa phẫn nộ, cũng có loại xúc động muốn cười to. Chỉ là tiên vương tầng 9, lại dám muốn nhất bộ thiên tôn quỳ nghinh vẫn là người ngoan ngoãn bị bắt, chờ xử lý đi. Hắn phát khởi công kích, muốn bắt Vinh Tân Khoan. Hắn cũng không sợ khai chiến ở chỗ này, bởi vì nơi này bị mấy vị thiên tôn luyện hóa, mỗi một cục gạch đều có một tia lực lượng của thiên tôn ngưng kết, tuyệt không phải tiên vương tầng 9 đánh một chút liền có thể vỡ nát. Lăng hỏa xuất thủ, hắn là thiên địa nguyên hỏa biến thành, bây giờ càng tu đến tầng 9, xuất thủ chính là quy tắc hỏa diễm cực kỳ đỉnh cấp, đấm ra một quyền, lực lượng ngưng tụ, hóa thành một hỏa diếm cự quyền to lớn, chấn tới Vinh Tân Khoan. Chút tài mọn, Vinh Tân Khoan khinh thường nói, đưa tay ra, bành, hai người đối oanh một kích, thân hình đều chấn động, quy tắc thì hóa thành năng lượng cuồng bạo tràn ra, tạo thành sóng xung kích đáng sợ. Còn tốt, đây là lăng phủ, một gạch một ngói đều được luyện hóa, vô cùng kiên cố, cũng không sợ lực lượng như vậy xung kích, nếu không, chẳng những lăng phủ muốn hủy, toàn bộ lăng thành cũng sẽ bị phá hủy. a à, thế mà còn có chút thực lực, Vinh Tân khoan lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn muốn một kích liền áp chế đối thủ, không nghĩ tới thực lực của lăng hỏa cường đại ra ngoài ý liệu. Đây là đương nhiên, thiên địa bản nguyên hóa hình, lại tu đến tầng 9 đỉnh phong, nào có đạo lý không lợi hại. Lăng hỏa hét lớn một tiếng, đã giết trở lại, banh, 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 hai người đại chiến, lại khó phân cao thấp. Trên mặt Vinh Tân khoan có chút không nhịn được, hắn tự nhận là hậu đại của siêu cấp thế lực, lại không chấn áp được một gia vệ nho nhỏ của lăng thành, để hắn làm sao chịu nổi hiu 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 lại có mấy đạo nhân ảnh bay tới, lại cơ hồ đều lớn lên giống nhau như đúc. đây là lăng mộc, lăng thổ, mấy thiên địa bản nguyên, tiểu hỏa có cần giúp một tay không? lăng thủy cười nói, không cần, ta liền có thể trấn áp hắn. lăng hỏa nói, hắn nhẫn nhịn một hơi, cho cười, coi như các ngươi cùng tiến lên lại há có thể trấn áp bản thiếu. vinh tân khoan giận dữ, hắn hít vào một hơi, toàn thân lập tức phát sáng, tràn đầy lực áp bách đáng sợ, chiến lực trong nháy mắt tăng vào chỉ ít gấp 10 Lăng hỏa lập tức áp lực to lớn, đã rơi vào hạ phong. Đây là bởi vì Vinh Tân Khoan vận chuyển thiên tôn bảo thuật, chiến lực tự nhiên tăng vụt. Cùng tiến lên, bọn người lăng thổ đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lăng hỏa bị oanh bại thậm chí oanh sát, nhao nhao giết tới. Đây cũng không phải là quyết đấu một đối một công bằng, mà là Vinh Tân Khoan chạy đến lăng phủ khiêu khích, vậy cần nói quy củ gì. Giết là được, cùng tiến lên lại như thế nào, ở trước mặt bản thiếu, các người những người này đều là cặn bã. Vinh Tân khoan cười ha ha, hai tay của hắn lật qua lật lại, lực lượng vô tận tuôn ra, hóa thành từng ký hiệu huyền diệu, chiến lực trong khoảng thời gian ngắn đạt đến vô cùng đáng sợ. Tiên vương tầng 9 không có khả năng trường kỳ vận chuyển thiên tôn bảo thuật, chỉ khoảng một canh giờ, nhưng ở trong khoảng thời gian này, tiên vương tầng 9 lại có thể bộc phát ra chiến lực tiếp cận chuẩn thiên tôn. Chuyện này quá đáng sợ, mặc dù 9 người lăng hỏa liên thủ, nhưng vẫn như cũng bị Vinh Tân khoan áp chế, làm sao cũng không cách nào chống lại xu hướng suy tàn mấy trăm chiêu sau vinh tân khoan oanh ra một trọng quyền lập tức đánh bay chín người lăng hỏa để bọn hắn không ngừng thổ huyết đã mất đi sức tái chiến còn tốt bọn hắn đều là thiên địa bản nguyên biến thành sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh không có dễ dàng chết như vậy phế vật chính là phế vật vinh tân khoan cười lạnh một bên thì đè xuống sôi trào trong lồng ngực vận chuyển thiên tôn pháp lâu như vậy đối với hắn gánh vác kỳ thật cũng rất lớn chỉ là hắn chết sĩ diện làm sao cũng không chịu biểu hiện ra ngoài chín người lăng hỏa đều là không phản bác được, thua chính là thua. Vinh Tân khoan cười ha ha, ánh mắt của hắn đảo qua, lúc này lăng phủ lại chạy tới rất nhiều người, nhưng đều là hạ nhân trong phủ, tiên vương cũng không có mấy cái, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Vinh Tân khoan. Còn không mau đi kêu lăng hàn ra quỳ ninh bản thiếu. Hắn khôi phục hổ cao khí ngang, cha còn bế quan, không rảnh tiếp kiến khách nhân, một thanh âm trong veo vang lên, chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đi ra, trên người có chín đạo dị sắc quấn quanh, đã chứng minh nàng chính là Tiên Vương tầng 9. Đây là Lăng Hi, nàng kỳ thật sớm liền tu đến tầng 9, nhưng vì nền vững chắc cơ sở, lại đi con đường của phụ mẫu, trở thành thiên tôn mạnh nhất, nên nàng chỉ ma luyện tâm tính, đợi cho thời gian thành thục, nàng liền sẽ từng bước từng bước đi các vị diện. Vinh Tân Khoan nhìn thoáng qua, không khỏi mắt thả dị sắc. Đẹp, quá đẹp, mặc dù hắn nếm thử qua các loại mỹ nữ, nhưng mỹ lệ giống như người trước mắt này lại chưa từng nhìn thấy, hơn nữa nữ tử này thuần giống như một vũng nước trong, để cho người ta nhìn xem liền dễ chịu. Ngươi là ai? Hắn hỏi, thái độ y nguyên ngạo mạn, lại mỹ nữ ở trong lòng của hắn cũng chỉ là vật điều hòa, không có khả năng để hắn làm thành bảo bối sủng ái. Mặc dù trong lòng Lăng Hy đã giận, nhưng bởi vì thiên tính nhu hòa, trên mặt lại không có biểu hiện ra. Nàng điềm tĩnh nói, ta tên Lăng Hy, gia phụ chính là Lăng Hàn, nha, Vinh Tân Khoan gật gật đầu, mươi 3188, yêu nghiệt chi nữ một thật sự là không nghĩ tới, Lăng Hàn còn sinh một khuê nữ xinh đẹp như vậy. Hắn lộ ra một nụ cười tà ác, xem ra, lần này Lăng Hàn muốn dâng lên cũng không chỉ một viên thiên tôn ký hiệu. Bản thiếu là ai, thân phận tôn quý cỡ nào, thời gian quý báu dường nào, hắn liên tục hỏi lại, lập tức đi kêu Lăng Hàn ra quỳ nghinh bản thiếu, nếu không bản thiếu phá hủy cái phá thành này của các ngươi. Quá phách lối, thật sự là quá phách lối, đừng nói hạ nhân Lăng Phủ đều giận không kiềm được, ngay cả lăng hy tính cách yên tĩnh như nước cũng nổi lên gợn sóng, nàng nhàn nhạt, nhạt nhìn vinh tân khoan nói. Các hạ chạy đến hàn gia, giết người, quát tháo, còn muốn ra phụ quỳ nghinh, thật sự cho rằng lăng gia không người sao. Nói xong lời cuối cùng, nàng rốt cục toát ra bá khí của một vị tiên vương tầng chín vốn có. Kỳ thật nàng là ngoài mềm trong cứng, kế thừa nữ hoàng kiêu ngạo cùng lăng hàn cứng cỏi, chỉ là một mực bị nàng điềm tĩnh che giấu, ít có thời điểm hiển lộ. Nghĩ nữ, chém chém giết giết không thích hợp ngươi, người hẳn là tựa ở bên cạnh chân bản thiếu tranh thủ tình cảm mới phải. Vinh Tân khoan cười ha ha, không thèm để ý đây chính là nữ nhi của hai vị thiên tôn chút nào. Cho dù tính tình của Lăng Hy tốt cũng không có khả năng chịu đựng nhục nhã như vậy, lại nói, nàng đã quyết định xuất thủ. Oanh, nàng động, mang theo lực lượng quy tắc vô tật, giết về phía Vinh Tân Khoan. Cái gì, một màn này, làm Vinh Tân Khoan kinh hãi. Lăng Hy dùng chiêu thuật xác thực cực hạn ở phạm vi tiên vương, nhưng một kích oanh ra, có mười mấy loại quy tắc đỉnh cấp chung một chỗ vận chuyển, cái này thật là đáng sợ, tương đương với 10 tầng 9 đỉnh phong liên thủ, hơn nữa vẫn là tâm ý tương thông, phối hợp vô cùng ăn ý. Đây cũng không phải là một cộng một chồng lên đơn giản, mà tăng lên tới một độ cao mới. Vinh Tân khoan vội vàng lui, sau đó vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật, bằng không hắn cực có khả năng không phải là đối thủ. Hắn căn bản không dám nhận chiêu, thẳng đến Thiên Tôn bảo thuật chân chính vận chuyển, oanh, trong cơ thể nổ bắn ra quang hoa đáng sợ lực lượng trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần, lúc này hắn mới cùng Lang Hy đối oanh một kích. Bành, Lang Hy lập tức bị hắn bước lui trở về, vô luận nàng yêu nghiệt làm sao, nhưng nếu cực hạn ở trong quy tắc, vậy rất khó có khả năng địch nổi thiên tôn bảo thuật. Từ trong tay tiên vương tầng 9 xuất ra, đây là đại chiêu siêu việt cấp độ quy tắc, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng có khả năng oanh sát. Ha ha ha, không gì hơn cái này, Vinh Tân Khoan kêu gào, vận chuyển thiên tôn bảo thuật, hắn chẳng những có được chiến lược chuyển thiên tôn, hơn nữa vẫn là người nổi bật trong cấp độ này. Mỹ nữ, người vẫn là ngoan ngoãn đi theo bản thiếu đi. Lăng Hy vẩy mi một cái, bỗng nhiên vỗ ra một trường, bành, Vinh Tân Khoan lập tức bị đánh bay. Người quá phí lời, Vinh Tân Khoan bị một kích đánh bay, cái này còn chưa tính, khi hắn rơi xuống mặt đất, trong miệng còn không ngừng phun máu, hò đến ngực tất cả đều là vết máu, bộ dáng có thể nói chật vật không chịu nổi. Hắn không có bị đánh chết hoặc đánh ngất xỉu, bởi vậy hắn mở to hai mắt, mờ mịt nhìn Lăng Hy, làm sao đối phương lập tức liền bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Tranh lệch này lớn, thật giống như tiểu hài cùng người trưởng thành đánh nhau, làm sao có thể là địch. Tại sao tiên vương tầng 9 có thể mãnh đến tình trạng như vậy, phải biết hắn là vận chuyển thiên tôn bảo thuật A. Đây đương nhiên là lang hy vận chuyển tiểu thế giới trong cơ thể, khiến cho nàng có được thực lực chuẩn thiên tôn. Trên thực tế, nàng còn làm một sự tình để lang hàn cũng không nghĩ tới, cái kia chính là nàng không chỉ rút ra lực lượng thiên địa, đồng thời còn trả lại, khiến cho tiểu thế giới này đang không ngừng trưởng thành. Cái này rất giống Lăng Hàn, hiện tại nàng chính là một nguyên thế giới, chỉ là thế giới này quá cô tịch, chỉ có một vị diện, hơn nữa còn vô cùng nhỏ bé. Nhưng dạng mở ra lối riêng này là một loại nếm thử dũng cảm, nói không chừng sẽ để nàng đi ra một con đường hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, hiện tại Lăng Hy bộc phát cũng không chỉ là chuyển thiên tôn đơn giản như vậy, thậm chí có thể tiếp cận, đạt tới nhất bộ. Vì cái gì nàng một mực nền vững chắc cơ sở, chính là vì ôn dưỡng thế giới này. Không có khả năng, không có khả năng, mặt mũi Vinh Tân Khoan tràn đầy mờ mịt, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, đồng dạng là tầng 9, tranh lệch của song phương làm sao lại lớn đến trình độ như vậy? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, Lăng Hi từ tốn nói, nhưng trong ánh mắt tất cả đều là kiên trì. Người Lăng gia không thể nhục, câu nói này để hạ nhân Lăng gia đều vô cùng phấn chấn, bọn hắn cũng nhìn ra được, Vinh Tân Khoan chẳng những là tiên vương tầng 9, bối cảnh khẳng định càng thêm kinh người, nhưng Lăng Hy lại nói muốn giết người thì đền mạng, để trong lòng bọn họ ấm áp. Dù chết chỉ là một hạ nhân của Lăng Gia, Lăng Gia cũng phải vì đó lấy lại công đạo, bối cảnh lại lớn cũng không quan tâm. Ha ha, tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn, cửu ngũ thiên tôn cuối cùng mở miệng, mới vừa rồi hắn không có xuất thủ, là bởi vì liệu định vinh tân khoan không có khả năng dưới một kích kia quải điệu, nếu tam bộ thiên tôn ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, vậy hắn thật có thể mua khối đậu hũ về đâm chết mình hắn đứng chắp tay, căn bản không cần ra tay, chỉ tràn ra chút khí tức liền có thể trấn áp vạn cổ, áp chế thương khung. Tam bộ thiên tôn chính là mạnh như vậy, mặt mũi lăng hy tràn đầy nghiêm nghị, nhưng nàng có được tính bền dẻo của lăng hàn, cường địch lại đáng sợ cũng không có khả năng để nàng cúi đầu khom lưng. Nàng nói, tiền bối dung túng tiểu bối đến hàn ra quấy rối, xin hỏi có chỗ đắc tội nào sao? Bắt nàng cho bản thiếu, vinh tân khoan nhảy lên một cái, nhưng hắn bị lăng hy đánh cho không nhẹ, vừa vọt lên lập tức để hắn liên tục ho khan, máu tươi lần nữa cuồng phun. Lang Hy có chút kinh ngạc, một tên tầng 9 lại dám quát thiên tôn như thế. Ngay cả con trai của thất bộ thiên tôn cũng không thể lớn lối như thế, thiên tôn A, trời cũng phải tôn, há lại cho tầng 9 làm càn. Cửu ngũ thiên tôn cũng không khỏi dâng lên một cỗ sát ý, thằng ngu này, thật sự cho rằng có thể chỉ huy thiên tôn sao. Nhưng hắn đã trình diễn đến nơi này, tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng chương 3189, yêu nghiệt chi nữ 2. Bởi vậy, hắn lộ ra cười lạnh, tiểu cô nương, ngươi là thuốc thủ chịu trói, vẫn để bản tôn xuất thủ. Ý niệm trong lòng lăng hy thay đổi thật nhanh, phụ thân, mẫu thân cùng hổ nữ di nương đều đang bế quan, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, mà đám người vũ hoàng tĩnh lâu tư động, kết bạn ra ngoài du lịch, hiện tại lăng thành là không có một lực lượng thiên tôn cấp nào có thể xuất động. Người này là ai? Phải biết Lăng Thành ở phạm vi hạch tâm thế lực của Lâm Gia, lại cùng chu ra, sở ra giao hảo đây là một cỗ lực lượng khổng lồ kinh người vì cái gì hai người này còn dám đánh tới cửa vãn bối cả gan còn muốn thỉnh giáo tiền bối một chút lang hy có chút khẽ chào bởi vì cửu ngũ thiên tôn từ đầu đến cuối không có xuất thủ bởi vậy nàng cũng điềm tĩnh không có chút hỏa khí nào hừ cửu ngũ thiên tôn cười lạnh hiện lên một tia không vui lúc trước dù lăng hàn cũng chỉ có ở trước mặt hắn chạy chối chết nhưng bây giờ hắn lại luân lạc tới cùng nữ nhi của đối phương chiến đấu mất mặt, cửu ngũ thiên tôn kiêu ngạo cỡ nào, nhìn hắn phong hào cửu ngũ liền biết, hắn chính là đế vương trong võ giả, một lời cửu đình. Vậy liền để ngươi tự thực ác quả, hắn xuất thủ, oanh, hỗn độn khí ngưng tụ, giống như thiên địa sơ khai, hóa thành một đại thủ màu đỏ sậm, bắt tới lăng hy. Mặt mũi lăng hy tràn đầy nghiêm nghị, quát một tiếng, ông, toàn thân nàng phóng xuất ra quang mang, khí thế lập tức tăng lên tới nhất bộ. Cái gì, Vinh Tân khoan lập tức há miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một tên tiên vương tầng 9 lại có thể bộc phát ra thiên tôn chi uy. Không phải chuẩn thiên tôn, mà là nhất bộ chân chính. Làm sao có thể, bành, lang hy oanh ra một kích, đại thủ màu đỏ sậm bị đánh ra một cái hố, thân hình nàng khẽ run, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt, lộ ra vô cùng sở sở động lòng người. Dù nàng phát huy ra chiến lược nhất bộ, nhưng tam bộ chính là tam bộ, tùy ý một kích liền siêu việt nhất bộ, để nàng thụ trọng thương. Nhưng mà, cái này y nguyên không thể phủ nhận, lăng hy sáng tạo ra một kỳ tích cửu ngũ thiên tôn cũng hai mắt khẽ nhếch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lăng hàn đã đủ yêu nghiệt nhưng nữ nhi của hắn tựa hồ càng thêm kinh người a lăng hy có thể mạnh như vậy là bởi vì nàng chẳng những kích phát tiểu thế giới trong cơ thể còn vận chuyển thiên tôn bảo thuật thân là nữ nhi của lăng hàn cùng nữ hoàng nàng làm sao không có tu tập thiên tôn bí thuật lấy lực lượng chuẩn thiên tôn lại thúc giục thiên tôn pháp chiến lực của nàng đạt tới nhất bộ liền chẳng có gì lạ cửu ngũ thiên tôn hơi sững sờ lại tiếp tục ngạo nghễ, yêu nghiệt lại như thế nào, tranh lệch cảnh giới quá lớn, y nguyên không phải đối thủ của hắn. Người nhà họ lăng đều quá biến thái, cần đuổi tận giết tuyệt. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, xuất thủ lần nữa, lúc này cũng không phải muốn bắt giữ lăng hy, mà là muốn gạt bỏ người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng này. Oanh, hắn lần nữa đánh ra một đại thủ màu đỏ sậm, chấn về phía lăng hy. Lực lượng tam bộ hoàn toàn phóng xuất ra, có thể trong nháy mắt giết cường giả nhất bộ chết vô số lần. Lăng hy cản không được, Nàng lui, nhưng đại thủ màu đỏ sầm chẳng những như hình với bóng, hơn nữa tốc độ còn càng nhanh, cấp tốc rút ngắn khoảng cách với Lăng Hy. Bành bành bành, chỗ đại thủ này qua, hết thảy kiến trúc đều bị hủy diệt. Lực lượng tam bộ thật là đáng sợ. Tiểu thư, người lăng ra đều kinh hô, tràn đầy khẩn trương, nhưng thực lực của bọn hắn quá yếu, dù muốn hỗ trợ cũng vô dụng. Đại thủ đánh tới, lăng hy chỉ có thể toàn lực oanh ra một kích, hai mắt nhắm lại, tiếp xuống chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Lang Hy kinh ngạc, nàng không cảm thấy có lực lượng oanh đến trên người mình. Nàng vội vàng mở hai mắt ra, đã thấy có một thân ảnh tuyệt mỹ ngăn ở trước người nàng, hai tay chống thương khung. Mẹ, nàng hoảng sợ nói, tự nhiên là tràn đầy vui sướng. Bang, thiên địa phản ứng kịch liệt, lập tức liền có thiểm điện cuồng rực, điên cuồng bổ tới nữ hoàng. Đột phá, cửu ngũ thiên tôn nhướng mày, hắn thấy rõ ràng, trạng thái hiện tại của nữ hoàng chính là đột phá, cho nên thiên địa nổi lên cảm ứng dù vô dụng vẫn cuồng bổ dám động đến nữ nhi của ta người muốn chết nữ hoàng lành lạnh nói tính cách của nữ hoàng là hoàn toàn tương phản lang hy lang hy điềm tĩnh không tranh gặp chuyện nàng càng muốn giàn xếp ổn thỏa dù mình ăn một chút thua thiệt cũng không thèm để ý nhưng nữ hoàng khác biệt nàng là chân chính không coi ai ra gì cho rằng trên đời này tất cả mọi người hẳn là cúng bái mình kính sợ mình dung không được một chút xíu bất kính Hiện tại lại có người muốn giết nữ nhi của nàng, để nàng làm sao có thể không sát khí sôi trào. Chết, nữ hoàng giết ra ngoài, oanh, khí thức của nàng bành trướng vô hạt, trời cũng áp chế không nổi, làm cho những thiểm điện kia vẻn vẹn chỉ có thể đánh ra mấy ngàn trượng liền biến mất. Cửu ngũ thiên tôn vội vàng ninh chiến, bành, 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 bọn hắn rất nhanh liền từ dưới đất đánh lên trời, cùng thi triển tuyệt học, chiến vô cùng kịch liệt. Nữ hoàng vừa mới đột phá nhị bộ, nhưng nàng ngưng tụ lực lượng của một trăm vị diện hơn nữa đều là vị diện cao cấp, cái này đạt tới nhất bộ đỉnh phong mạnh đến cỡ nào. Hiện tại, mặc dù nàng chỉ là nhị bộ sơ kỳ, nhưng lực lượng lại đạt đến tam bộ sơ kỳ, dòng dã tăng lên một cảnh giới. Nàng nén giận xuất thủ, tóc đen phần phật mà múa, đã mỹ lệ lại tôn quý, càng có một loại khí thức nguy hiểm. Cửu ngũ thiên tôn ngạc nhiên, hắn phát hiện mình không trấn áp được nữ hoàng. Rõ ràng tranh lệch một cảnh giới A, vốn nên là nghiền ép tuyệt đối. Dựa vào, người lăng ra tất cả đều là biến thái sao cửu ngũ thiên tôn không thể nào tiếp thu được ban đầu ở tiên vực hắn là thiên tôn nhất niệm liền có thể quyết định vận mệnh của thiên hạ thương sinh vô luận lăng hàn hay nữ hoàng trong mắt hắn đều là nhỏ bé không đáng kể thật không nghĩ đến vừa mới qua hơn một kỷ nguyên chẳng những lăng hàn có thể chống lại hắn hiện tại ngay cả nữ hoàng cũng được thế giới này là thế nào cũng quá điên cuồng a hắn sát khí sôi trào người một nhà đã yêu nghiệt như thế vậy hắn càng phải sớm xử lý toàn bộ bọn hắn, nếu không về sau liền đến phiên hắn lo lắng hãi hùng. Oanh, chương 3190, nữ hoàng xuất thủ. Hắn toàn lực ứng phó, thiên tôn bảo khí, bảo thuật, ký hiệu toàn ra, lập tức đẩy chiến lực lên cực hạn. Bọn hắn liều như vậy lực phá hoại quá lớn, không gian vỡ vụn, thậm chí hỗn loạn thời gian, một thời gian trường hà xuất hiện. Vô số hình ảnh xuất hiện, mơ hồ không rõ, nhưng lúc đi vào một cảnh tượng nào đó, lại xuất hiện một màn lăng hàn, nữ hoàng, hổ nữ. Bị cửu ngũ thiên tôn truy sát, lúc trước, bốn người lăng hàn vì tu luyện thái trụ vô cực thể, cần tiến vào thời gian trường hà, kết quả lại bị cửu ngũ thiên tôn vô tình đả kích, may mắn lúc ấy duyên sinh thiên tôn có mặt, mới hóa giải nguy cơ lớn như thế. Chỉ là ra thời gian trường hà, trí nhớ của bọn hắn đều bị xóa đi, không cách nào nhớ kỹ. Nhưng đây là viêm xương vị diện, có thời gian quy tắc của mình, hai đại cường giả đối oanh, và chạm ra thời gian trường hà, thế mà tái hiện một màn lúc trước. Một nháy mắt, hai đại cường giả đều khôi phục đoạn ký ức này. Khó trách bản tôn nhìn thấy các ngươi liền có một loại xúc động phải giết chết, thì ra là thế. Cửu ngũ thiên tôn lành lạnh nói, hắn đối với Lăng Hàn luôn có một loại hận không cách nào nói rõ, trước đó một mực không biết vì cái gì, chỉ cho rằng mình là lo lắng Lăng Hàn cường đại sẽ tạo thành uy hiếp với hắn, không nghĩ tới còn có dạng thủ án này. Nữ hoàng thì càng lành lạnh, lão già chết tiệt này lại dám truy sát mình muốn chết, nàng giận dữ, một tay nhấn ra, bành 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 bành, tinh thần trên bầu trời rơi xuống như mưa, dù ở xa xôi cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận khí thức của nàng. Lần này, nữ hoàng là chơi thật, mi tâm của nàng hiện ra một ký hiệu mơ hồ, lại tản mát ra khí thế chân áp chư thiên, ngọc tay đè xuống, quang hoa vô tận phun trào, như vạn cổ càn khôn chung một chỗ sụp đổ, thời gian tuế nguyệt chung một chỗ phá diệt. Vạn cổ toái diệt, nữ hoàng nói, oanh, ngọc thủ vỗ xuống thời điểm nàng rảo bước tiến lên nhị bộ, tự động nắm giữ một viên thiên tôn ký hiệu, tựa như thời điểm lăng hàn bước vào nhất bộ, trực tiếp ra chỉ nàng tăng 22 lần lực lượng, mà nàng càng tu ra thiên tôn thuật của mình, cả hai chung một chỗ vận chuyển, liền thúc đẩy chiến lực của nàng đến một độ cao mới. Cái gì, cửu ngũ thiên tôn kinh hô một tiếng, cùng nữ hoàng đối oanh một quyền, nhưng căn bản không địch lại. Hắn chỉ nắm giữ 7 ký hiệu truyền thế, lúc này mới ra chỉ gấp bao nhiêu lần lực lượng. Banh, cửu ngũ thiên tôn lập tức bị đánh bay, thân ở trên không trung liền cuồng phun máu tươi, nhưng máu tươi lại không thể rơi xuống đất, lập tức liền bị thiên địa ma diệt. Thiên tôn bị thiên địa ghen ghét, có thể hủy diệt, như vậy thiên địa là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nữ hoàng thét dài một tiếng, đuổi theo, tiếp tục đánh. Cửu ngũ thiên tôn chỉ còn lại có chống đỡ, không, hắn chỉ có phần bị đánh, hiện tại chiến lực của nữ hoàng bão tố đến tam bộ hậu kỳ, mà cửu ngũ thiên tôn dù toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể đạt tới tam bộ trung kỳ, Đừng nhìn chỉ kém một chút, nhưng cái quyết định này hắn chỉ có phần bị đánh. Ghê tởm, Cửu Ngũ Thiên Tôn gầm thét, hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến sẽ có cục diện như vậy, chuyện này đối với tự tôn của hắn đã kích thật sự quá lớn. Bất quá, bị đánh liên tiếp mấy chục quyền, hắn cuối cùng biết, mình không thể nào là đối thủ của nữ hoàng, tiếp tục đấu nữa hắn thật có khả năng bỏ mạng ở đây. Hắn hoán hận quay người, thân hình rơi xuống, muốn mang Vinh Tân khoan chung một chỗ đào tẩu. Bành, nữ hoàng một trưởng rơi xuống thần quang vô lượng phun trào, ba, Vinh Tân Khoan không thể tránh né, liền bị lực lượng bá đạo tuyệt luân nghiền thành bã vụn. Ngay cả Lăng Hy cũng không có khả năng địch nổi lực lượng tam bộ, huống chi là hắn. Cửu ngũ sững sờ, sau đó lập tức quay đầu liền đi, không chút do dự. Rất tốt, người đã chết, mà hắn cũng tận lực, làm sao cũng khó có khả năng tính tới trên đầu hắn, hết thảy đều ở trong dự liệu, mặc dù xuất thủ không phải Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn hoặc nữ hoàng xuất thủ, có cái gì khác nhau sao? Hắn đi vội, trốn xa dù hiện tại chiến lực của nữ hoàng vượt qua hắn nhưng muốn đuổi kịp thiên tôn cùng giai là hoàn toàn không thực tế nàng chỉ đuổi mấy bước liền từ bỏ thân hình rơi xuống mẹ lăng hy nhào tới vùi đầu vào trong ngực nữ hoàng nữ hoàng khẽ vuốt mái tóc nữ nhi một chút liền đẩy lăng hy ra nàng xưa nay không thích dạng quấn triển miên miên này ngoại trừ cùng lăng hàn mẹ người kia tựa hồ rất có lai lịch lăng hy tự nhiên sớm đã quen loại thái độ này của nữ hoàng ai nữ hoàng có chút hững hờ, Lang Hy không khỏi im lặng, người vừa mới một tay chụp chết người, quay đầu thế mà liền quên rồi. Nàng chỉ chỉ địa phương Vinh Tân khoan chết, nói, Ây, chính là hắn, chó đất mà thôi, nữ hoàng khinh thường nói. Lang Hy lắc đầu, lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản, ngay cả một tên tam bộ thiên tôn cũng phải nghe hắn hiệu lệnh. Nữ hoàng cười lạnh, tầng 9 làm sao có khả năng chỉ huy được thiên tôn, đừng nói tam bộ, ngay cả nhất bộ cũng không có khả năng. Nàng thông minh cỡ nào, lập tức nghĩ đến cửu ngũ thiên tôn là muốn mượn đao giết người. Không cần sợ, nàng nói, thật muốn có lục bộ thiên tôn đánh tới, Lâm Tiêu Dương tất nhiên sẽ xuất thủ, đây chính là ở trên địa bàn Lâm gia. Lang Hy chỉ có phần gật đầu, nàng rất nhanh liền mặt giãn ra. Mẹ, người đột phá nhị bộ rồi, ừm, nữ hoàng gật đầu, nàng nhìn nữ nhi một chút, ngươi cũng hẳn là đi vị diện khác, cơ sở đã rèn luyện được không sai biệt lắm. Thế nhưng mà lúc này, Lang Hy do dự, có ta và phụ thân ngươi, có cái gì phải lo lắng. Nữ hoàng nói vô cùng bá khí, lại nói sau khi cửu ngũ thiên tôn đào tẩu, lập tức liền đi lâm ra. Vinh Dương Thân là người phát ngôn của lục bộ thiên tôn, bản thân cũng là tứ bộ, tự nhiên là khách quý của lâm gia, được an bài ở một tiểu viện vô cùng yêu nhã, linh khí hóa thành thực chất, tiên dược như hoa tươi phổ thông sinh trường. Cộc cộc cộc, cửu ngũ thiên tôn gõ cửa, rõ ràng cửa là mở, nhưng hắn không dám không xin phép mà vào. Tứ bộ thiên tôn A, một tay liền có thể chấn áp hắn, mà bây giờ thế đạo này quá loạn, cửu ngũ thiên tôn nhất định phải bắt lấy đùi của Vinh ra, tự nhiên càng phải cung kính. Vào đi, bên trong truyền tới một âm thanh trong trẻo, chương 3191, Vinh Dương đánh tới. Cửu ngũ thiên tôn tiến vào, đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo trắng đang ngồi ở trong hoa viên, thưởng thức trà thơm. Hắn chính là Vinh Dương, con trai độc nhất của lục bộ thiên tôn Vinh Thiên Ngọc, thiên phú kinh người, tu luyện bất quá bảy kỷ nguyên cũng đã là tứ bộ, ngay cả cửu ngũ thiên tôn cũng phải ghen ghét, bởi vì hắn tu luyện mười mấy kỷ nguyên y nguyên chỉ là nhất bộ. Hiện tại mặc dù cửu ngũ đạt đến tam bộ, nhưng hậu tích bạc phát đã dùng sạch sẽ, trừ khi hắn có thể đạt được đại lượng thiên tôn ký hiệu, nếu không không có khả năng lại có tiến bộ. Bái kiến vinh đại nhân, cửu ngũ thiên tôn chắp tay chào, thiên tôn chỉ là một quần thể gọi chung, nhưng cảnh giới khác biệt, địa vị đương nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Vinh Dương khẽ gật đầu, như cố thưởng thức trà, thản nhiên nói. Xảy ra chuyện gì, Vinh Tân Khoan chết rồi, cửu ngũ thiên tôn có chút cúi đầu, ừm, Vinh Dương lập tức nhíu mày, oanh, một cỗ khí thế lưu chuyển ra, tiên dược bốn phía lập tức khô héo, đây không phải là bị lực lượng giết chết, mà là khí thức của hắn quá cường đại, ngay cả tiên dược cũng không thể tiếp nhận. Cửu ngũ thiên tôn cũng có chút khó chịu, có một loại xúc động muốn thổ huyết. Hắn hoàn chỉnh thuật lại sự tình một lần, không có bất kỳ vạn vẹo, lại tóm tắt quá trình hắn cổ động Vinh Tân Khoan. Nhấn mạnh Vinh Tân Khoan là vì lấy thiên tôn ký hiệu cho Vinh Dương mới đi một chuyến, Vinh Dương trầm mặc, nhưng rất nhanh không khí bốn phía liền sôi trào, sau đó vỡ vụn, hiện ra từng hư không trùng động nhỏ bé. Trong lòng Cửu Ngũ Thiên Tôn không khỏi giật mình, hắn toàn lực xuất thủ đương nhiên cũng có thể đánh nát hư không, nhưng tuyệt đối làm không được giống như Vinh Dương cử trọng nhược khinh như thế. Tứ bộ chính là tứ bộ, dù Vinh Dương chỉ là tứ bộ sơ kỳ. Ngươi đã đi cùng Tân Khoang, vì sao không bảo vệ được an toàn của hắn? Vinh Dương cuối cùng mở miệng, đây là bản tôn sai. Cửu Ngũ Thiên Tôn cúi đầu, không có giải thích, hắn đã sớm nghĩ, vô luận hắn nói tình huống cấp thiết hoàn mỹ như thế nào, nhưng Vinh Tân Khoan chết rồi, hắn liền nhất định phải gánh vác chút trách nhiệm. Cho nên, hắn cũng không giải thích, trực tiếp nhận lầm. Vinh Dương nhìn hắn một cái thật sâu, không có tiếp tục trách cứ. Chỉ cần là thiên tôn, vậy thì đứng ở hàng ngũ đỉnh phong, há có thể khinh nhục. Đừng nhìn hiện tại thiên tôn chết dễ dàng, nhưng số lượng chỉ như vậy, chết một cái thiếu một cái, nói không chừng tiếp qua một kỷ nguyên, bình quân một vị diện đều không được chia một thiên tôn nếu như muốn tranh đoạt thiên hạ như vậy mỗi một thiên tôn đều là chiến lược trọng yếu vinh dương nghĩ nghĩ nói lăng hàn kia là ban đầu ở ngoại vực chiến trường nhiều lần đánh vỡ ghi chép vâng cửu ngũ thiên tôn hồi đáp hiện tại hắn không cần có cái gì giấu giếm chỉ cần nói thật là được đương nhiên hắn cùng lăng hàn có thù cũng là tuyệt không có khả năng chủ động nói ra nhất bộ liền có thể địch nổi tam bộ đây thật là kinh người ngay cả tân khí hổ Lâm U Liên lúc trước lại có thể làm được sao? Vinh Dương tự nói, hắn lắc đầu, chỉ ít hắn là tuyệt không có khả năng làm được. Thậm chí, hắn ngay cả vượt một bước chiến đấu cũng khó có khả năng làm đến, bởi vì hắn chỉ ngưng tụ hơn 30 vị diện, xác thực mạnh hơn thiên tôn cùng dai, nhưng mạnh có hạn. Một môn gia ba yêu nghiệt, ha ha, bản tôn rất muốn kiến thức một chút, hắn cuối cùng đứng dậy, vô luận như thế nào, Vinh Tân Khoan là không thể nào chết không, lang ra phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng cho Vinh ra một câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì Vinh ra gánh không nổi cái mặt này, dẫn đường, hắn nói, vâng, cửu ngũ thiên tôn cúi đầu nói, khóe miệng thì lộ ra một nụ cười, hắn hy sinh tôn nghiêm, kém chút bị Vinh tân khoan coi như chó, cuối cùng đến thời điểm thu hoạch. Vinh đại nhân, chỉ là hai người còn không có đi ra ngoài, liền thấy một tên gia đinh lâm ra tiến đến, nhìn Vinh Dương thi lễ một cái. Chủ thượng mời Vinh đại nhân qua gặp mặt, Vinh Dương không khỏi sướng sờ, chủ thượng này đương nhiên chính là lâm tiêu dương trước đó lâm tiêu dương một mực bế quan không có tiếp kiến hắn nhưng lục bộ thiên tôn có tư cách để hắn chờ nhưng hắn không có tư cách để lục bộ thiên tôn hoãn một chút để hắn giải quyết sự tình của mình trước bởi vậy sau khi hắn sững sờ liền gật đầu mời dẫn đường dù sao lăng ra cũng sẽ không dọn đi không vội vinh dương đi bái kiến lâm tiêu dương trước nhưng không có nghĩ đến lâm tiêu dương thế mà cùng hắn nói ba ngày ba đêm quyết định một chút chi tiết hợp tác, lúc này mới để hắn rời đi. Vừa về tới chỗ ở, Vinh Dương liền kêu cửu ngũ thiên tôn, giết về phía Lăng Thành. Hắn biết Lăng Thành phụ thuộc vào Lâm Gia, nhưng hắn không quan tâm. So với đồng minh Vinh Gia, chỉ là chiến lược tam bộ tính cái gì. Hắn tin tưởng dù hắn sẽ diệt sạch Lăng Gia từ trên xuống dưới, Lâm Tiêu Dương nhiều lắm cũng chỉ mắng hắn vài câu mà thôi. Chỉ một chút thời gian, hai đại thiên tôn liền đi tới Lăng Thành. So sánh với đó, Vinh Dương liền muốn bá đạo hơn nhiều, hắn trực tiếp phóng xuất ra khí thế thiên tôn cấp, bao phủ toàn bộ lăng thành. Nhưng mà để hắn buồn bực là, mặc dù người lăng thành đều ở dưới khí thế của hắn lạnh dung, lại không ai quá mức bối rối. Dựa vào, đây là có chuyện gì? Hắn lại không biết, lúc trước Trương Khải Luân ba ngày hai lần liền đi lăng thành khiêu chiến, khí thế thiên tôn đối với người lăng thành mà nói thật sự là không coi vào đâu. Mặc dù là tiên vương tầng 9 cũng không có khả năng chống đỡ được khí thức thiên tôn, nhưng thân thể chịu không được, ở phương diện ý chí xác thực là quen thuộc. Vinh Dương cũng lười đi nghĩ nguyên do trong này, hắn không quan tâm. Lăng Hàn, đi ra gặp bản tôn, hắn mở miệng nói, cốt, trong thành chỉ truyền ra một thanh âm như thế, kia là nữ hoàng, ha ha, người dám nói chữ này với bản tôn, hoặc là còn không có xuất thế, hoặc là đã chết. Vinh Dương cười lạnh nói, trực tiếp xuất thủ, ấn về phía Lăng Thành. Ông, một cánh tay ngọc nhô ra, trong nháy mắt liền biến thành cự trưởng ngập trời, nên đón về phía bầu trời. Oanh, hai bàn tay khổng lồ đập vào chung một chỗ, ngọc thủ lập tức vỡ nát, đại thủ của Vinh Dương rơi xuống, tiếp tục nhấn về phía lăng thành. Ông ông ông, một cái lại một cái đại thủ hoặc cự chảo nhau nhau từ trong thành đánh. Ra, đón lấy đại thủ của Vinh Dương, chương 3192, không địch lại. Bành 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 bành, những công kích này phảng phất như châu chấu đá xe, đụng vào đại thủ của Vinh Dương lập tức vỡ nát, nhưng những công kích này số lượng cực kỳ khả quan, khi đại thủ của Vinh Dương thực sự rơi xuống, tạo thành lực phá hoại liền cực kỳ có hạn. Oanh, toàn bộ thành thị đều cự chiến, đại lượng phòng ốc sụp đổ, nhưng không có tạo thành phá hư quy mô quá lớn. Dù sao kích thứ nhất của nữ hoàng cũng đã hóa giải chỉ ít ba thành lực lượng của Vinh Dương. Ừm, Vinh Dương kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trong lăng thành lại có nhiều thiên tôn như vậy. Nhưng không quan trọng, người mạnh nhất trong những thiên tôn này cũng bất quá tam bộ. Vì cái gì lăng thành có nhiều thiên tôn như vậy, cực kỳ xảo, Nhóm cường giả Vũ Hoàng, Kỳ Vô Danh, Duyên Sinh Thiên Tôn kết thúc hành trình mạo hiểm, vừa vặn ở hôm qua trở về. Hiu hiu hiu, từng bóng người từ trong thành bay vụt ra, đứng ngạo nghễ ở trong bầu trời. Duyên Sinh Thiên Tôn, Kỳ Vô Danh, Vũ Hoàng, Hỏa Phù Dung, Đại Hắc Cẩu. Còn có nữ hoàng, không phải nhất bộ chính là nhị bộ, cảnh giới cao nhất thuộc về Duyên Sinh Thiên Tôn, đã là tam bộ, dù sao cũng là thiên địa dựng dục, trời sinh liền siêu việt bất cứ người nào. Một đám gà đất chó xanh, vinh dương không thèm để ý hắn là tứ bộ toàn lực xuất thủ dù những người này liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn có nghe hay không cút nữ hoàng quát khẽ vinh dương đảo qua một chút ánh mắt không khỏi sáng lên phong thái của nữ hoàng quá động lòng người để hắn cũng nhịn không được tâm động bất quá hắn dù sao cũng là tứ bộ làm sao dễ dàng liền lâm vào sắc đẹp như vậy vinh đại nhân đây cũng là hung thủ sát hại vinh tân khoan cửu ngũ thiên tôn hợp thời nói vinh dương gật gật đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn sớm có suy đoán như vậy, nhưng không nghĩ tới nữ hoàng cư nhiên Mỹ lệ ung dung như thế. Hắn biểu lộ lành lạnh, ngươi lá gan không nhỏ, ngay cả người vinh gia ta cũng dám giết. Đã giết thì giết, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi dài dòng nữa, cũng chung một chỗ làm thịt ngươi. Nữ hoàng không kiên nhẫn nói, nàng mới lười đi nói là vinh tân khoan giết người lăng ra trước. Có quan hệ gì sao, nàng muốn giết cứ giết, thật sự là cuồng vọng. Vinh Dương lắc đầu, nữ tử này quát tháo trước hiện tại thấy hắn vẫn phách lối như vậy nghĩ mình là thất bộ trí cao sao hắn đứng ở trên bầu trời bao quát chúng sinh ngươi tự trói hai tay đi vinh ra ta chịu tội lại để cho lăng hàn đi ra dâng thiên tôn ký hiệu lên chuyện này bản tôn có thể không tra cứu thêm nữa nơi này dù sao cũng là địa bàn lâm gia hắn cũng không phải vinh tân khoan coi trời bằng vung cho nên lưu lại một chút chỗ trống không muốn làm ra loại chuyện đồ thành này Cút, nữ hoàng chính là một tay đập qua, kinh lực hóa thành một cự trưởng, phô thiên cái địa. Làm càn, Vinh Dương thực sự nổi giận, nhị bộ nho nhỏ, coi như có được chiến lược tam bộ lại như thế nào, ở trước mặt tứ bộ liền phải cung kính. Hắn cũng xuất thủ, chấn về phía nữ hoàng, tứ bộ xuất thủ, chiến lược tam bộ làm sao địch nổi. Bọn người duyên sinh thiên tôn, kỷ vô danh nhao nhao xuất thủ, cùng nữ hoàng liên thủ chung địch Vinh Dương. Oanh, 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 nhiều thiên tôn đại chiến ở trên bầu trời đánh cho thiên địa thất sắc, hư không sụp đổ mảng lớn. Nhưng mà, dù đám người nữ hoàng người đông thế mạnh, nhưng ở trước mặt tuyệt đối lực lượng, bọn hắn vẫn chỉ có phần không địch nổi, bị Vinh Dương lấy sức một người áp chế, từng cái đều nguy cơ sớm tối. Bọn hắn đã toàn lực ứng phó, thiên tôn ký hiệu, bảo khí, bí thuật đều từng cái vận chuyển, nhưng đối mặt Vinh Dương vô địch, bọn hắn cũng chỉ không ngừng trọng thương. Bao quát nữ hoàng ở bên trong, tất cả mọi người vết thương chồng chất, toàn bộ nhờ một cỗ duệ khí chống đỡ, lúc này mới không có tan vỡ. Nhưng mà, ý chí có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể coi như cơm ăn, luôn có thời điểm chống đỡ không nổi. Các người chọc giận bản tôn, Vinh Dương lành lạnh nói, đối mặt cường giả tứ bộ, những người này thế mà không có một tia tôn trọng, để hắn sát ý sinh sôi. Chết, hắn vỗ ra một trường, ba, dị bị đánh bay, toàn thân phun ra một chùm huyết vụ, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này còn là bởi vì đám người nữ hoàng liên thủ đỡ được một bộ phận lực lượng, nếu không, một kích của tứ bộ, nhất bộ còn có thể sống sao? Kế tiếp, Vinh Dương để mắt tới Kỷ Vô Danh, hắn cũng không thèm để ý một kích có oanh sát dị hay không, hắn muốn là hiệu quả nghiền ép chúng sinh. Bành, đám người không cách nào ngăn cản, Kỷ Vô Danh cũng bị đánh bay, một cánh tay bị xé đứt. Vinh Dương phảng phất như ma thần, hắn quá cường đại, trong lúc phất tay đều là vô địch chi uy, đánh cho bọn người nữ hoàng, duyên sinh thiên tôn thương thì thương, tàn thì tàn. Mọi người không ai không tuyệt vọng, thực lực sai biệt quá lớn đây không phải nhân số có thể bù đắp. Nếu như nhất định phải dùng số lượng để đền bù, như vậy số người của bọn họ chỉ ít còn muốn lật 10 lần. Cảnh giới càng cao, thực lực thiên tôn sai biệt càng lớn, hơn một bước, nắm giữ hơn một đạo lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, thật sự là chênh lệch quá lớn. Lâm ra đâu, chẳng lẽ ngồi xem vinh dương tàn phá bừa bãi? Ở chỗ rất xa, cha, ngài thật không có ý định xuất thủ sao? Lâm phiêu tuyết hỏi, Lâm tiêu dương cười cười, không cần ta xuất thủ, Thế nhưng mà, không cần lo lắng, ta cảm ứng được, tiểu tử kia sắp xuất quan." Lâm Tiêu Dương ngăn cản Nữ Nhi, hơn nữa, những người này kinh lịch một phen nguy cơ sinh tử, đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Lâm Phiêu Tuyết gật gật đầu, nàng đương nhiên tin tưởng sức phán đoán của phụ thân, hắn nói Lăng Hàn sắp xuất quan, như vậy Lăng Hàn liền khẳng định sắp xuất quan. Trải qua 20 tỷ năm khổ tu, Lăng Hàn cuối cùng thúc đẩy tu vi đến nhất bộ đỉnh phong, hiện tại hắn có tư cách xung kích nhị bộ. Cái này vẫn là nhất bộ từ nhị bộ bắt đầu, ta chẳng những phải thu 6 loại lực lượng bản nguyên, còn phải tiếp tục tăng lên lực lượng vị diện, không thể nghi ngờ tốc độ sẽ càng thêm chậm. Lăng Hàn thở dài, nhưng lập tức liền để vấn đề này qua một bên. Chẳng lẽ chậm liền không đột phá? Đối với Thiên Tôn khác mà nói, từ nhất bộ giảo bước tiến lên nhị bộ, kỳ thật độ khó không khác từ tầng 9 giảo bước tiến lên Thiên Tôn, đều bắt đầu từ số 0, vô cùng gian nan. Nhưng mà đối với Lăng Hàn mà nói, đây là việc rất nhỏ. Chương 3193, Lăng Hàn chiến Vinh Dương 1. Bởi vì hắn sớm đã cảm ứng được hư tử, đồng thời lấy năng lượng hư tử rèn luyện khí lực, để hắn ở thời điểm tiên vương liền vô cùng yêu nghiệt. Hiện tại, hắn muốn làm chỉ là lần nữa rút ra năng lượng hư tử, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể trực tiếp điều động. Ông, ý thức của hắn tràn ra khắp nơi, trong nháy mắt liền bắt được vô số hư tử. Tu vi càng cao, cường độ thần hồn tự nhiên cũng càng cao, có thể tiếp xúc thiên địa liền càng rộng cái này rất giống thần trí của hắn là một tấm lưới càng lớn bắt được cá tự nhiên càng nhiều hư tử chính là con cá này tới đi tới đi ông thân thể của hắn run lên ý thức thế mà xuất hiện chi nhánh mở rộng một bộ phận tiến vào một không gian không biết hắn lập tức ý thức được đây là hư không oanh trong hư không vô cùng cuồng bạo đây là bởi vì nơi này không có bất kỳ vật chất gì chỉ có lục đại lực lượng bản nguyên hư tử hằng tử giới tử nạp tử lượng tử nguyên tử sáu loại lực lượng bản nguyên đều ở trong đó, nhưng hiện tại Lăng Hàn chỉ có thể cảm ứng được một loại. Chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng không có rót ý thức vào hư không, làm sao lại đột nhiên chạy vào hư không. Lăng Hàn đang khiếp sợ, cũng có một loại âm thầm sợ hãi, điều này đại biểu lấy hắn không cách nào hoàn mỹ không chế mình, xảy ra đại vấn đề. Đột nhiên, hắn dâng lên một rung động không cách nào hình dung. Trong hư không, một xích sắt màu đen đánh tới, không, nói là xúc giác khả năng càng thêm hình tượng một chút. Cuồng loạn, Lăng Hàn lập tức kịp phản ứng, chỉ là làm sao trùng hợp như vậy, ý thức của hắn mới vừa vặn tiến vào hư không, cuồng loạn liền truy tung đến. Hắn căn bản không có khả năng địch nổi cuồng loạn, liền tranh thủ thu ý thức trở lại. Hưu, ý thức của hắn thối lui ra khỏi hư không, chỉ kém một chút, xúc tu của cuồng loạn liền muốn đụng phải hắn. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tầng tầng rơi xuống. Thật cổ quái, vì cái gì hắn luôn có thể gặp được cuồng loạn. Hà, hắn nao nao, cảm thấy một cỗ khí thức cường đại còn có đám người nữ hoàng phát ra cảm giác khẩn trương sợ hãi có địch nhân hắn vừa giận vừa sợ đây chính là lâm gia tổ địa làm sao lại gặp địch nhân nhưng đám người nữ hoàng gặp nguy hiểm hắn làm sao có thời giờ đi suy nghĩ vấn đề này thân hình lập tức dâng lên bành hắn trực tiếp xuyên phá nhà cửa phi thăng nhập không oanh vinh dương một trưởng đang muốn chụp về phía nữ hoàng lại cảm thấy một luồng khí thức đáng sợ đánh tới để hắn không rét mà run hắn vội vàng thu hồi công kích ngưng thần đối đãi bởi vì hắn có một loại cảm giác nếu bị đối phương oanh chúng lấy lực lượng hộ thể của hắn là không ngăn nổi lăng thành thế mà còn có dạng cường giả này lăng hàn lăng huynh tứ đệ đám người nữ hoàng ai cũng kinh hô tràn đầy kinh hỷ ở trong suy nghĩ của bọn hắn chỉ cần lăng hàn xuất hiện vậy vô luận sự tình gì cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết ngươi chính là lăng hàn vinh dương nhìn chằm chằm lăng hàn bang thiên địa nổi lên cảm ứng hạ xuống đại kiếp cuồng oanh loạn tạc lăng hàn hắn biết lăng hàn trước đó chỉ là nhất bộ như vậy hiện tại hẳn là vừa mới bước vào nhị bộ chỉ là nhị bộ liền có thể để hắn phát lên cảm giác uy hiếp hắn nghĩ tới lăng hàn thời điểm còn ở nhất bộ liền có thể địch nổi tam bộ vậy bây giờ bước vào nhị bộ chẳng lẽ còn có thể địch nổi tứ bộ sao phải biết cho dù có người ở nhất bộ ngưng tụ mấy chục thậm chí trên trăm lực lượng vị diện có thể nghiền ép cùng dai nhưng theo cảnh giới tăng lên cái ưu thế này sẽ từ từ suy yếu bởi vì thiên tôn mỗi phóng ra một bước, thực lực tăng lên đều quá lớn, ví dụ đơn giản, lúc ở nhất bộ thực lực là 10 so 1, nhưng mỗi tăng lên một bước liền có thể gia tăng 10, 100 chiến lực, như vậy, tranh lệch mặc dù còn sẽ có, nhưng không thể nghi ngờ sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho nên coi như Lăng Hàn có thể ở nhất bộ địch nổi tam bộ, nhưng khi hắn tiến lên nhị bộ, chiến lực cùng dai của hắn nhất định sẽ rơi xuống rất nhiều, có thể vượt hai giai chiến đấu, cái này thật không thể tin nổi. Cho nên, hắn hết sức kỳ quái vừa rồi mình sinh ra cảm giác kia vì sao lại sinh ra kiên kỵ đối với một nhị bộ vừa mới đột phá để hắn không thể tin được oanh bất quá trả lời hắn không phải lời nói của lăng hàn mà là nắm đấm của đối phương tràn đầy bá khí tức giận còn có một loại đại khí không cách nào hình dung phảng phất như thế giới này không là toàn bộ nguyên thế giới cũng có thể một kích oanh bại hắn vung quyền nghinh kích banh lực lượng khổng lồ va chạm thân hình hai người đều chấn động cùng nhau bay về phía sau hiển nhiên lực lượng là ở một cấp độ tứ bộ quả nhiên là tứ bộ vinh dương ổn định thân hình thật đúng là bá đạo giết người vinh ra ta một chút ấy náy cũng không có ngược lại hùng hổ dọa người ánh mắt của lăng hàn quét qua đã thấy được cửu ngũ thiên tôn mặc dù hắn không biết chuyện khúc chiết trải qua cũng đoán được cái này tất nhiên thoát không được quan hệ với cửu ngũ đừng nói nhiều như vậy trước đánh một trận đi hắn xông tới lại dám xuất thủ với thê tử bằng hiếu huynh đệ của mình coi như hắn không oanh sát Vinh Dương, cũng sẽ đánh đối phương thừa sống thiếu chết. Vinh Dương không thể không tiếp, đành phải cùng Lăng Hàn đối oanh. Lực lượng của hai người cấp độ tương đương, nhưng vẫn là Vinh Dương mạnh hơn một chút, dù sao cảnh giới của hắn chính là tứ bộ sơ kỳ, lại thêm lúc nhất bộ dung hợp hơn 30 lực lượng vị diệt, chiến lực có thể so sánh tứ bộ hậu kỳ, tự nhiên mạnh hơn Lăng Hàn. Nhưng khi Lăng Hàn vận chuyển ra nộ quyền, thế yếu của hắn lập tức xoay chuyển lại. Đây là thiên tôn thuật do Lăng Hàn ngộ ra cực kỳ thích hợp hắn, để chiến lực của hắn tăng lên tới tứ bộ hậu kỳ, đủ để chống lại Vinh Dương. Không, quyền ý của nộ quyền chính là nổi giận, mà bây giờ lang Hàn cực kỳ giận, mỗi một quyền vung ra đều siêu việt bình thường, thậm chí có chiến lực tiếp cận tứ bộ đỉnh phong, để Vinh Dương không thể không vận chuyển thiên tôn pháp đối kháng. Lần này, hai người đánh ngang tay, hai người đánh đánh, hỏa khí càng lúc càng lớn, ai cũng tế ra thiên tôn bảo khí, ra chỉ thiên tôn ký hiệu đến để thăng chiến lực. Mì tâm Vinh Dương có một viên ký hiệu mơ hồ chấp động, chiến lực lập tức tăng vụt mười mấy lần. chương 3194, Lăng Hàn Chiến Vinh Dương 2. Cái này hiển nhiên không phải một trong bảy ký hiệu truyền thế, về phần là Vinh Dương tự hành mộ ra, hay được từ cổ di tích, hay Vinh Thiên Ngọc từ thức hải đào ra truyền thừa cho con trai, vậy thì không biết. Lăng Hàn cũng không cam chịu yếu thế, hắn cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu. Đây không phải một trong 13 viên ký hiệu trước đó hắn đạt được, mà là thời điểm hắn vừa mới đột phá nhị bộ, ở trong thức hải tự hành nổi lên. Viên thiên tôn ký hiệu thứ 14, ông, chiến lực của hắn lập tức tăng lên 29 lần. Cái này cực kỳ khủng bố, phải biết trong một thiên tôn ký hiệu, dù là bát phù cũng chỉ có thể để hắn tăng lên 27 lần chiến lực, cũng chỉ có tứ tượng phù tổ hợp mới có thể để cho chiến lực của hắn tăng lên 39 lần, siêu việt thập tứ phù. Trọng yếu nhất là, hiện tại thập tứ phù này vẫn không trọn vẹn, giống như bát phù trước đó vậy sau khi chữa trị, sẽ để cho chiến lực của hắn tăng lên gấp bao nhiêu lần? 40 lần, 50 lần, Lăng Hàn thét dài một tiếng, tay phải vung vẩy nổ quyền, tay trái thì chém ra tiên ma kiếm, thôi phát chiến lực đến cực hạn. Kể từ đó, tranh lệch liền rõ ràng, Vinh Dương không địch lại. Vinh Dương không thể nào tiếp thu được, hắn đường đường tứ bộ thiên tôn, thế mà không địch lại một nhị bộ. Hắn biết, này chủ yếu là Lăng Hàn nắm giữ thiên tôn ký hiệu cấp độ ở trên hắn, hơn nữa không phải một chút, là rất nhiều rất nhiều. Hắn cắn răng chống đỡ, thiên tôn ký hiệu chỉ có thể phóng năng lượng một canh giờ, chỉ cần hắn có thể chống qua khoảng thời gian này, hắn cũng không tin Lăng Hàn còn có cái thiên tôn ký hiệu cao dai thứ hai. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể chuyển bại thành thắng, bởi vì hắn đường đường là tứ bộ thiên tôn, nắm giữ số lượng thiên tôn ký hiệu cao dai sẽ ít hơn Lăng Hàn sao. Bành, hắn bị nặng nề oanh chúng một quyền, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đến đau nhức cái này khiến hắn nổi giận, giống to nhưng cái này có tác dụng gì banh 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 vinh dương không ngừng bị đánh lực lượng của lăng hàn quá bá đạo mỗi một kích đều để thân thể hắn phát run xương cốt nát tan hắn cắn răng kiên trì chẳng lẽ hắn ngay cả một canh giờ cũng không thể kiên trì sao đám người nữ hoàng thì thấy hả giận mỗi một người bọn hắn đều bị vinh dương trọng thương bây giờ thấy vinh dương bị đánh tâm tình đương nhiên vui vẻ bất quá tính mền dẻo của vinh dương thật sự là kinh người hắn thế mà sinh xinh chịu đựng qua một canh giờ ha ha, người còn có thiên tôn ký hiệu cao dai sao? Vinh Dương cười to, hắn cho rằng đây chính là thiên tôn ký hiệu mà Lăng Hàn ở trên chiến trường ngoại vực đạt được, vì vô số huyết nhục tinh hoa của tam bộ thiên tôn thai ngén ra, cao dai một chút cũng rất bình thường. Nên đến ta, hắn cũng hao hết một viên thiên tôn ký hiệu, lập tức lại ra chỉ một viên, mặc dù cái này không kinh người như cái thứ nhất, nhưng vẫn để chiến lực của hắn tăng vụt gấp 14 lần. Bành, hắn cùng Lăng Hàn đối oanh một kích, nhất thời cả người bay ngược ra ngoài. Cái gì, Vinh Dương trợn tròn mắt, làm sao chiến lực của hắn vẫn không địch lại. Một thiên tôn vừa mới dảo bước tiến lên nhị bộ, làm sao có thể nắm giữ hơn một thiên tôn ký hiệu cao dai. Ta, ta lại gánh, Vinh Dương này sinh ác độc, hắn cũng không tin Lăng Hàn nắm giữ thiên tôn ký hiệu cao dai nhiều hơn mình. Chỉ cần hắn khiêng đến thiên tôn ký hiệu cao dai của Lăng Hàn sử dụng hết, đến lúc đó liền có thể đến phiên hắn phát huy. Bành 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 bành, hắn tiếp tục bị đánh, lần lượt no đòn, rất nhanh liền đầu rơi máu chảy, chân gãy tay cụt, cực kỳ thê thảm. Nhưng đối với thiên tôn mà nói, chỉ cần bản nguyên không thương tổn, thức hải không phá, như vậy hết thảy đều có thể cấp tốc khôi phục, cái này đã thoát ra phạm vi quy tắc, lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới có được tác dụng vô cùng thần diệu. Nhưng mà, đây chỉ là để Vinh Dương càng có thể bị đánh mà thôi. Lại sau một canh giờ, trong lòng Vinh Dương tràn đầy chờ mong, hắn muốn phản kích ha. Ông, Lăng Hàn lại vận chuyển ra cửa phù, Trước đó vận chuyển hai thiên tôn ký hiệu đều là lúc hắn đột phá cảnh giới tự hành nổi lên, cửu phù thì được từ ngoại vực chiến trường, từ huyết nhục của vô số tam bộ thiên tôn ngưng tụ. Lực lượng của cửu phù tăng thêm chỉ có 15 lần, xa xa không so được bát phù 27 lần cùng cửu phù 29 lần, nhưng đối với Vinh Dương cũng dùng xong hai thiên tôn ký hiệu cao dai mà nói, lại cực kỳ áp lực. Hắn sử dụng thiên tôn ký hiệu thứ ba chỉ có thể ra chỉ 13 lần lực lượng, mặc dù cùng Lăng Hàn đã đứng ở một cấp độ, nhưng yếu chính là yếu, không có gì đáng nói. Bởi vậy, hắn y nguyên ở thế yếu, chỉ là số lần bị đòn ít đi rất nhiều. Vinh Dương muốn điên rồi, đến cùng ai mới là con trai của lục bộ thiên tôn? Đến cùng ai mới là tứ bộ thiên tôn? Hắn gầm thét, nhưng cái này không thể thay đổi khuyết điểm của mình chút nào, vẫn là bị đánh. Bất quá thật không thể không thừa nhận tính bền dẻo của hắn, bị đánh thành dạng này còn ngoan cường chiến đấu. Lăng Hàn không khỏi gật đầu, thiên tài đỉnh cấp xác thực bất phàm, chỉ ít ở phương diện ý chí, cái nào cũng kiên cường. không tệ, có thể đánh càng thêm đã nghiền. lại sau một canh giờ, ánh mắt Vinh Dương lạnh lạnh. người còn có Thiên Tôn ký hiệu cao dài không? ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi nội tình. ông, áo lót của hắn có tám ký hiệu đồng thời phát sáng, đồng thời vận chuyển tám Thiên Tôn ký hiệu. điên rồi a, à, uy năng của Thiên Tôn ký hiệu là không cách nào trồng lên. ánh mắt của Lăng Hàn lại siết chặt. Vinh Dương dĩ nhiên không phải đồ đần. Hắn đồng thời vận chuyển 8 ký hiệu chỉ có thể chứng minh một điểm Hắn nắm giữ tổ hợp ký hiệu 8 cái A Cái này quá kinh người Oanh, Vinh Dương xuất thủ Lại để Lăng Hàn lấy làm kinh ngạc Không phải uy lực quá lớn Mà là quá nhỏ Vẹn vẹn tăng lực lượng lên mười mấy lần Đây chính là 8 thiên tôn ký hiệu A Lăng Hàn nghĩ nghĩ liền minh bạch Đây là 8 thiên tôn ký hiệu cấp thấp Lâm Lạc không phải phân chia thiên tôn ký hiệu thành 9 cấp bậc sao Vậy cái này hẳn là cấp thấp nhất mỗi một viên ký hiệu tăng thêm hiệu quả đều gấp 10 trở xuống, cho nên 8 cái tổ hợp, lực lượng chỉ tăng lên tới mười mấy lần A. chương 3195, bắt cửu ngũ. Không nên coi thường, bởi vì cái này nguyên bản đều là thiên tôn ký hiệu cấp 9, nhưng tổ hợp một chút liền dảo bước tiến lên cấp 8, đã thật không đơn giản. Vinh Dương cực kỳ tự tin, Lăng Hàn đã dùng hết 3 thiên tôn ký hiệu, một viên là cấp 8, hai viên là cấp 7, vậy coi như còn có, nhiều lắm cũng là cấp 8. Nhóm ký hiệu này của hắn có thể tăng lực lượng lên gấp 19 lần, sắp xảo bước tiến lên cấp 7, tuyệt đối có thể áp chế lang hàn cộng thêm một viên thiên tôn ký hiệu tiếp theo. a à, nội tình này, cũng không ra thế nào a à. lang hàn lắc đầu, đấm ra một quyền, xương đầu, xương trậu, cẳng tay, xương đùi đồng thời phát sáng, đều có một viên ký hiệu chấp động, mặc dù mơ hồ, lại tản ra bá khí. Oanh, một quyền đánh ra, có bốn thần thú xuất hiện, hóa thành thực chất, vô cùng đáng sợ. Cái gì? Vinh Dương giật nảy cả mình, hiện tại lực lượng của Lăng Hàn lập tức tăng lên tới độ cao hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Đừng nói Lăng Hàn, chỉ một thần thú liền có được chiến lược nghiền ép hắn. Dựa vào, dựa vào, dựa vào, Lăng Hàn thế mà cũng nắm giữ tổ hợp ký hiệu, hơn nữa cấp độ trên hắn rất xa, chỉ là bốn cái cũng đã để lực lượng của hắn tăng lên hơn 30 lần, tạo thành nghiền ép tuyệt đối với hắn. Liên tiếp chúng đòn, cuối cùng Vinh Dương không chịu nổi, bị đánh rơi xuống, bành, hắn nặng nề rơi trên mặt đất, thân thể tạo ra một cái hố sâu, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Thân hình lăng hàn rơi xuống, bốn ký hiệu biến mất, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía cửu ngũ thiên tôn. Trái tim của cửu ngũ không khỏi rụt lại, hắn biết lăng hàn yêu nghiệt, đây cũng là nguyên nhân hắn vô luận như thế nào cũng phải xử lý lăng hàn, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, lăng hàn tăng nhanh như vậy, chẳng những vượt qua mình, ngay cả tứ bộ vinh dương cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chán của hắn không khỏi chảy xuống mồ hôi, cả đời này hắn kinh lịch vô số nguy cơ trước khi còn chưa trở thành thiên tôn hắn cũng không phải thuận buồm xuôi gió nhưng đều dựa vào thực lực cơ chí cùng vận khí hóa giải hiện tại thực lực xa xa không kịp cơ chí đoán chừng cũng vô dụng lăng hàn sẽ nghe hắn giải thích sao chỉ có thể dựa vào vận khí nhưng vận khí cái đồ chơi này quá không đáng tin cậy chẳng lẽ hiện tại lại đột nhiên toát ra một ngũ bộ thiên tôn lệnh cưỡng chế lăng hàn dừng tay sao ngũ bộ thiên tôn không có nhưng lục bộ thật là có một cái chỉ là Lâm Tiêu Dương hiển nhiên không có ý tứ ra mặt. Lăng Hàn, banh, Vinh Dương từ lòng đất bắn ra, hắn gãy tay gãy chân, toàn thân đẫm máu, nhưng chiến ý lại phóng lên tận trời, hắn nộ trừng Lăng Hàn, không có chút ý tứ ngưng chiến nào. Lăng Hàn quay đầu nhìn hắn một cái, ta nhìn, người cũng là bị người lừa gạt a, à, mà người lừa ngươi. Đúng là hắn, hắn chỉ cửu ngũ thiên tôn, cửu ngũ thiên tôn hừ một tiếng, không biết ngươi đang nói cái gì, Lăng Hàn, người không nên quá làm càn, vinh đại nhân là con trai độc nhất của lục bộ thiên tôn vinh thiên ngọc hắn muốn dùng lục bộ thiên tôn tới dọa lăng hàn vinh dương thì giận dữ mắng mỏ đây là ta chiến đấu đừng nói cha ta lăng hàn cười ha ha nhìn vinh dương nói ngươi còn tính là khối xương cứng ta kính ngươi ba phần thân hình thì thoát ra giết về phía cửu ngũ thiên tôn đối thủ của ngươi là ta vinh dương cũng không cảm kích chặn đánh lăng hàn cửu ngũ thiên tôn vội vàng lui hắn đâu thể nào là đối thủ của lăng hàn lang hàn trực tiếp vận chuyển tứ tượng phù bành hắn một quyền đánh bay vinh dương sau đó nhanh chóng truy đuổi cửu ngũ thiên tôn đưa tay chộp tới cửu ngũ thiên tôn kém chút giận điên lên hắn là thiên tôn hơn nữa là tam bộ người lại dùng phương thức ưng chảo gà con khi dễ ta đây là khinh thường hắn đến cỡ nào nhưng hắn lại dám cũng không dám thả vội vàng lợi dụng vinh dương công kích sinh ra cơ hội đào mệnh nhưng mà thực lực sai biệt lớn như vậy hắn chạy thế nào một cỗ cự lực tập đến để hắn lông tơ dựng thẳng chạy không thoát, hắn thầm nói với mình, chỉ có thể bị ép quay đầu chiến một trận, oanh, hắn tế ra thiên tôn bảo khí, cũng vận chuyển một viên thiên tôn ký hiệu, nhưng đây là một trong bảy ký hiệu truyền thế, chỉ có thể ra chỉ bốn lần lực lượng. Cái này đừng nói đối kháng tứ tượng phù, dù Lăng Hàn không vận chuyển bất kỳ bí thuật, chỉ oanh ra lực lượng tứ bộ cấp, vậy cũng không phải cửu ngũ có thể địch nổi. Bang, phản kích của hắn lập tức sụp đổ, đại thủ của Lăng Hàn cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, đã nắm cổ của hắn. Ngày xưa một trong tam đại cự đầu ở tiên vực, bây giờ lại giống như chó chết bị người sách lên, cái này khiến bọn người duyên sinh thiên tôn, kỷ vô danh cực kỳ thổn thức. Bất quá, đại hắc cầu thì vỗ tay tán thưởng, nó muốn nhìn màn này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Lăng Hàn, vinh dương giống to, bất kể nói thế nào cửu ngũ cũng là thủ hạ của hắn, bây giờ bị người nhục nhã như thế, trên mặt hắn cũng không ánh sáng. Bất quá hắn bị Lăng Hàn hành hung, kỳ thật cũng không có mặt mũi gì có thể nói. Lăng Hàn lắc đầu, không nên kích động trước xem ra hỏa này nói cái gì một chút cửu ngũ thiên tôn cười lạnh lang hàn bản tôn chỉ hận không có sớm một chút giết chết ngươi mới đưa đến hỏa hôm nay ừm vinh dương nao nao lấy thông minh tài trí của hắn chẳng lẽ còn không thể từ trong những lời này của cửu ngũ thiên tôn suy đoán ra hai người này đã sớm nhận biết hơn nữa còn có thù hận hắn lại nghĩ một chút vinh tân khoan chạy tới nơi này có thể là cửu ngũ thiên tôn giật dây dụng ý chính là mượn đao giết người hay không Vinh Tân Khoan là người cổ động tới. Hắn nhìn cửu ngũ thiên tôn hỏi. Cửu ngũ thiên tôn đã không thèm đếm xỉa. Hắn chỉ cười ha ha, hai mắt nộ trừng lăng hàn. Tiểu bối, bản tôn đã từng có vô số cơ hội giết chết ngươi, chỉ là quá mức xem thường ngươi, cho rằng ngươi chỉ là một con run dế, căn bản khinh thường tự mình xuất thủ. Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng. Lang hàn từ tốn nói. Xem ra, ngươi cũng không có ý tứ tỉnh lại gì, vậy ta cũng lười lãng phí thời gian, liền tiễn ngươi lên đường. Lăng hàn, một ngày nào đó ngươi sẽ biết, trên thiên có thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi tuyệt đối không phải thiên hạ đệ nhất nhân. Cửu ngũ thiên tôn như nguyền rủa trong hai mắt chảy ra huyết lệ. chương 3196, quỷ dị biến hóa. Hắn hận, hắn đại hận, lang hàn bất quá là sâu kiến cực kỳ không có ý nghĩa ở tiên vực vị diệt, bây giờ lại trái lại áp chế hắn, để hắn không cam lòng, biết vậy chẳng làm. Lăng Hàn hừ một tiếng, trong tay tuôn ra lực lượng đáng sợ, banh, Cửu ngũ thiên tôn lập tức bị hắn chấn thành huyết vũ. Thiên tôn vẫn lạc, thiên địa bất động, tựa như chết một am miêu a à cầu. a à, lang hàn khẽ giật mình. Lang hàn, Vinh Dương thì giận dữ mắng mỏ, hắn còn không có thẩm vấn tinh tường, người làm sao lại giết người. Lang hàn đang suy nghĩ một sự tình, hắn không để ý đến Vinh Dương, chỉ đưa tay vung lên, quét tàn hồn của cửu ngũ thiên tôn về phía Vinh Dương. Có vấn đề gì, tự mình đi thăm dò. Vinh Dương muốn nói chuyện, nhưng suy tính một chút, tay phải duỗi ra bắt lấy tàn hồn của cửu ngũ thiên tôn bắt đầu lật lên xem trí nhớ của hắn sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi bởi vì hắn đã lật đến sự tình cửu ngũ thiên tôn cổ động vinh tân khoan đi lăng thành còn có cửu ngũ thiên tôn cùng đám người lăng hàn kết thù cho hắn biết vinh ra thật đúng là bị cửu ngũ lợi dụng thật sự là ghê tởm hắn hận không thể lại giết cửu ngũ thiên tôn một lần chỉ là tam bộ lại dám đùa bỡn thế lực lục bộ ở trong lòng bàn tay cũng quá to gan lớn mật lăng hàn mặc dù chuyện này là ác nhân kia châm ngòi mà lên nhưng ngươi xác thực giết người vinh gia ta chuyện này ngươi cần cho vinh gia ta một câu trả lời thỏa đáng hắn nhấn xuống lửa giận chuyện này đúng là vinh tân khoan bốc lên bất quá người vinh gia cũng không có đạo lý chết uổng phí lăng hàn không để ý tới bởi vì trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa kịch liệt vừa rồi thời điểm oanh sát cửu ngũ thiên tôn lăng hàn phát hiện một cỗ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể mình tinh tế thể nghiệm cái kia đúng là một thân tinh khí của cửu ngũ thiên tôn hắn hết sức kinh ngạc mình lại không có tu luyện tà công, yêu pháp gì, làm sao lại thôn vệ sinh mệnh tinh khí của cửu ngũ thiên tôn. Chưa nghe nói qua, ai dảo bước lên nhị bộ sẽ còn có được năng lực này. Biến hóa như thế quá đột ngột, quá quỷ dị, đến mức để hắn hoàn toàn không có tâm tình đi để ý tới vinh dương, mà chuyên chú vào bản thân biến hóa. Sinh mệnh tinh khí của cửu ngũ hóa thành dinh dưỡng vô tận, cấp tốc tăng lên lực lượng vị diện trong mỗi tế bào của hắn. Nếu như có thể một mực tăng lên như thế, chỉ sợ không cần mấy ngàn năm hắn liền có thể xung kích tam bộ. Lăng Hàn cũng không có quá mức vui sướng, năng lực như vậy để hắn kinh ngạc, thậm chí có một loại sợ hãi. Cái này tương đương với thôn vệ thiên tôn khác hóa thành lực lượng của mình, tu vi tăng lên nhanh đến mức kinh người, cái này nếu dễ dàng phục chế, vậy chẳng phải sẽ làm cho cả thiên hạ điên rồi. Thiên tôn săn giết thiên tôn, máu chảy thành sông, nguyên thế giới rất nhanh liền chỉ còn lại mấy thiên tôn mạnh nhất. Lăng Hàn, Vinh Dương gầm thét, lăng hàn lại dám không để ý tới mình không phải là tạm thời đánh thắng hắn sao có cái gì phải đắc ý lăng hàn lấy lại tinh thần nói ngươi lại muốn ta giao phó như thế nào đi vinh gia ta dập đầu tả tội vinh dương nói lăng hàn lập tức khịt mũi coi thường ngươi là choáng váng sao chẳng lẽ không biết là vinh tân khoan tự mình chạy tới hơn nữa hắn cũng giết người lăng gia ta vậy ta cũng hướng vinh ra muốn cái giao phó vinh dương tức giận chỉ là một hạ nhân có thể so với vinh gia dòng chính sao. Ha ha, để ta làm người hòa giải đi. Trong tiếng cười dài, Lâm Tiêu Dương xuất hiện, Lâm Phiêu Tuyết thì theo sau lưng. Bái kiến Lâm Đại Nhân, bái kiến Lâm Tiền Bối. Lăng Hàn cùng Vinh Dương không người hành lễ, đây chính là một vị lục bộ thiên tôn, ai có thể không cung kính. Lâm Tiêu Dương nhấc nhấc tay nói, chuyện này đúng là Vinh Tân khoan bốc lên trước, lấy phẩm tính của hắn, ha ha, chết chưa hết tội. Vinh Dương muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt của lâm tiêu dương quét tới hắn lập tức ngậm miệng lại ở trước mặt lục bộ không có phần hắn cãi lại mặc dù trong lòng hắn không cam lòng nhưng lâm tiêu dương đã kết luận vậy thì hắn không có tư cách nói thêm gì nữa trừ khi lão tử của hắn tự mình tới vinh dương tới lâm tiêu dương nhìn vinh dương vẫy tay vinh dương bất đắc dĩ đành phải theo lâm tiêu dương rời đi lâm phiêu tuyết thì nhìn lăng hàn nháy mắt một cái cũng xoay người sang chỗ khác đi theo phụ thân nàng rời đi Lăng Hàn, ba đại thiên tôn rời đi, đám người nữ hoàng vây quanh. Bọn hắn đều mừng rỡ, Lăng Hàn tiến thêm, khiến cho Lăng Thành có được chiến lực tứ bộ, trong loạn thế này càng thêm an toàn. Lăng Hàn rất muốn hỏi thăm mình đột nhiên có năng lực này, nhưng nữ hoàng vừa dảo bước tiến lên nhị bộ, cũng không có giết qua thiên tôn, tự nhiên không có khả năng biết mình có được năng lực như vậy hay không. Cái này lại không thể nói thử liền thử. A, à, hiện tại đi tìm thiên tôn để nữ hoàng giết sao? Lăng Hàn ngược lại hoài niệm ở ngoại vực chiến trường, nếu như bây giờ còn cùng cuồng loạn khai chiến, vậy tốc độ tu vi của hắn tăng lên cũng không khỏi quá nhanh a. À, chỉ cần có thể bước qua bình chứng cảnh giới, dù đạt tới thất bộ cũng không cần thời gian quá dài. Hắn bản năng cảm thấy, chuyện này không thể báo cho ngoại nhân biết, nếu không có thể sẽ có thiên đại vấn đề. Hắn tạm thời trước buông xuống vấn đề này, hỏi một lúc mới biết Lăng Hy đã ở hai ngày trước xuất phát, tiến về từng vị diện đi khai thác hạch tâm chi lực, đi đến con đường thiên tôn của mình hổ nữ thì còn đang bế quan, tựa hồ không đến tam bộ không chịu xuất quan. Hết thảy tạm thời lại trở về bình tĩnh, có Lâm Tiêu Dương ra mặt điều đình, Vinh gia cũng không tiếp tục bởi vì Vinh Tân Khoan chết mà đến lôi chuyện cũ, nhưng qua mấy vạn năm, Vinh Dương lại xuất hiện ở Lăng Thành. Đánh cược, Lăng Hàn kinh ngạc nhìn Vinh Dương, không nghĩ tới Vinh Dương tới, hơn nữa mời hắn đi tham gia đánh cược gì đó. Vinh Dương gật đầu, không sai, đánh cược, chúng ta không sai biệt lắm có mười mấy người, sẽ áp chế tu vi đến cảnh giới nào đó chiến đấu, ai có thể đứng ở cuối cùng, liền có thể thành quán quân. Mà trước khi đánh cược đấu, chúng ta đều sẽ bỏ ra một viên thiên tôn ký hiệu, quán quân liền có thể độc chiếm những ký hiệu này. Lăng Hàn kinh ngạc, cái đánh cược này thật đúng là lớn a. Bất quá, đánh nhau cùng cấp, hắn còn có đối thủ sao? Đây không phải đang đưa bảo cho hắn sao? Chương 3197, đánh cược. Lăng Hàn nhìn Vinh Dương, mặc dù ân oán của mình cùng Vinh gia bị Lâm Tiêu Dương hóa giải, nhưng hắn cùng vinh ra vẫn tính không được hữu hảo làm sao vinh dương sẽ đẩy chuyện tốt như vậy lên trên người hắn vinh dương nhìn ra lăng hàn nghi hoặc hắn cười khổ một tiếng ta không có ý tứ muốn để ngươi đi phát tài chỉ là đoạn thời gian này đột nhiên chạy đến một quái vật đánh nhau cùng cấp không người là đối thủ của hắn để cho ta thua cực thảm ồ oh, lăng hàn hơi có chút kinh ngạc mặc dù vinh dương không phải cùng giai mạnh nhất nhưng ở nhất bộ cũng đã dung nạp rất nhiều lực lượng vị diệt dưới tình huống cảnh giới giống nhau, người có thể chiến thắng hắn cũng không nhiều. Chẳng lẽ là tân khí hổ, ngô hạo dương xuất thủ? Vinh dương lắc đầu, nếu là bọn hắn, chúng ta lại không ngốc, làm sao sẽ cùng bọn hắn đánh cược? Người kia gọi mông đông, ai cũng không biết hắn có lai lịch gì, nhưng ở nhị bộ, hắn có thể xưng vô địch. Cho nên, ngươi liền đến tìm ta, lang hàn nhìn về phía vinh dương, lang hàn, người ở nhị bộ liền có thể địch nổi tứ bộ. Nhưng cái này chưa chắc là năng lực một mình ngươi mới có. Vinh Dương nghiêm nghị nói, đánh nhau cùng cấp, chúng ta đều không phải đối thủ của mông đông, về sau hắn còn nới lỏng hạn chế, cho phép chúng ta lấy tam bộ chiến hắn, kết quả vẫn bị hắn thảm bại. Cuối cùng, hắn lại cho phép chúng ta lấy lực lượng tứ bộ cùng hắn đánh cược, kết quả. Phần lớn người vẫn bại, cứ như vậy, chúng ta bị hắn lừa ba lần, mỗi người đều là tổn thất ba thiên tôn ký hiệu. Lang Hàn không khỏi động dung, Vinh Dương nói bọn hắn là có mười mấy người, Mùng Đông kia mỗi tháng một lần liền có thể đạt được 10 thiên tôn ký hiệu, ba lần, làm sao cũng phải có 4-50 viên sao. Cơ duyên của hắn đã đầy đủ kinh người, nhưng bây giờ cũng chỉ có 14 viên thiên tôn ký hiệu, trong đó càng có 7 viên là 7 ký hiệu truyền thế, cơ hồ mỗi thiên tôn đều có, có thể loại bỏ không tính. Đồng dạng là nhị bộ, tranh lệch hơi lớn A, đi, mau mau đến xem, hắn lập tức ý động, cũng phải mở mang kiến thức một chút, chứ hắn ra làm sao còn sẽ có yêu nghiệt như thế lăng hàn cũng không có mang nữ hoàng hổ nữ trực tiếp cùng vinh dương xuất phát hắn cũng không sợ vinh dương hố hắn bởi vì hắn có thể tự do xuyên thẳng qua nguyên thế giới ai có thể ngăn được hắn đương nhiên cuồng loạn là một đối tượng không thể bỏ qua tựa hồ cùng hắn đối đầu hiện tại vừa vào trong hư không sẽ gặp được nó đi mấy tháng bọn hắn tới trên một ngọn núi lớn nơi này tụ rất nhiều người đều là thiên tôn lăng hàn kỳ quái hiện tại thế đạo hỗn loạn dù cho thiên tôn cũng người người cảm thấy bất an làm sao còn có nhiều người chạy đến như vậy còn quang minh chính đại như thế bất quá sau khi vinh dương giải thích lang hàn liền minh bạch là vì cái gì bởi vì thiên tôn nơi này đều có lai lịch lớn không phải lão tử tổ phụ là ngũ bộ lục bộ thiên tôn chính là sư phụ sư tổ là cường giả cấp bậc này chỉ cần không có lực lượng gì có thể đánh tận bọn hắn như vậy chỉ cần có một cá lọt lưới những thiên tôn kia liên hợp trả thù liền hỏi có thế lực nào có thể chống lại đương nhiên người một khi lạc đàn vậy thì khó nói. Lăng Hàn thấy được rất nhiều thiên tôn tuổi trẻ khí khái hào hùng, tu luyện đều chỉ có một hai kỷ nguyên, có càng tuổi trẻ thậm chí mới mấy trăm ức năm, cũng đã bước vào nhị bộ thậm chí tam bộ, quả nhiên phi phàm. Hắn không khỏi cảm khái, mặc dù thế đạo đại loạn, nhưng cũng thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều thiên tài. Bất quá, không phải nói chỉ có mười mấy người đánh cược sao, người nơi này nào dừng mười cái, chỉ ít trên trăm cái. Ngay cả Vinh Dương cũng có chút sững sờ, trước đó bọn hắn xác thực chỉ có mười mấy người đánh cược. Đại khái, rất nhiều người đều đi mời giúp đỡ, không cam tâm bị mông đông lừa gạt, muốn đòi lại mặt mũi, thậm chí đánh chủ ý những thiên tôn ký hiệu trên người mông đông kia. Vinh Dương suy đoán nói, Lăng Hàn gật đầu, chỉ ít bốn năm mươi thiên tôn ký hiệu A, để hắn cũng có chút động tâm, có phải nên giết người cướp của hay không? Vinh Dương, đây chính là giúp đỡ người mời tới sao? Một người trẻ tuổi bận hoàng bào đi tới, dáng người hắn thon dài, phát ra khí tức cũng đạt đến tứ bộ vinh dương gật đầu hắn chính là lăng hàn lăng hàn người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ kinh ngạc lăng hàn ở ngoại vực chiến trường nhiều lần sáng tạo ghi chép kia đúng là hắn vinh dương gật đầu ha ha lăng huynh tại hạ cầu kiếm người trẻ tuổi kia nhìn lăng hàn chắp tay ngưỡng mộ đại danh đã lâu người khác khách khí lăng hàn đương nhiên cũng sẽ không ngạo mạn hắn gật gật đầu cũng hoàn lễ nói cầu kiếm huynh bên bọn hắn nói chuyện cũng hấp dẫn tới người xung quanh, nghe nói Lăng Hàn trong truyền thuyết đến, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, dù sao năm đó Lăng Hàn sáng tạo ghi chép thật sự là xưa nay chưa từng có, cực có khả năng sau này không còn ai. Bất quá, một chút thiên tôn mới lên cấp lại khinh thường Lăng Hàn, bọn hắn chỉ là nghe nói qua truyền kỳ của Lăng Hàn, lại không có thấy tận mắt, hết thảy ôm thái độ hoài nghi, nhận định mình mới là mạnh nhất. Lăng Hàn, có dám đánh cược không? Lập tức liền có người khiêu chiến Lăng Hàn. Đây là một nhị bộ thiên tôn, hắn xác thực rất bất phàm tu luyện không hơn trăm ước năm liền đạt đến nhất bộ chỉ từ tốc độ mà nói kia thật là miểu sát lăng hàn không biết bao nhiêu con phố cho nên hắn tràn đầy xem thường lăng hàn hơn một kỷ nguyên mới tu luyện đến nhị bộ yếu phát nổ ta cũng muốn cùng thiên tài trong truyền thuyết này đánh cược lại một tên thiên tôn nói hắn mới nhất bộ nhưng đánh cược có thể áp chế cảnh giới tái chiến tranh lệch cảnh giới cũng không phải là vấn đề lớn còn có ta lại có thiên tôn cái này là nhị bộ Người khiêu chiến từng cái đứng dậy, khoảng 10 cái, bọn hắn đều muốn dẫm Lăng Hàn thượng vị, dù sao Lăng Hàn ban đầu ở ngoài vực chiến trường xác thực lưu lại một đoạn truyền kỳ. Lăng Hàn mỉm cười, chính chủ còn chưa tới, liền có người muốn tiến thiên tôn ký hiệu cho hắn sao. Hắn cố ý lộ ra vẻ ngượng nhịu, ta chỉ có một người, các ngươi lại có 10 cái. Cái này muốn nói lại thôi, tất cả mọi người cho là hắn sợ. Cũng không phải quần ẩu, chúng ta từng cái tới. Đúng, chúng ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, có dám hay không, người khiêu chiến ai cũng nói, muốn kích Lăng Hàn xuất thủ. Chương 3198, hố người. Lăng Hàn liên tục cân nhắc, lúc này mới gật gật đầu. Tốt kha, à, những người khiêu chiến kia đều đại hỉ, nhưng Lăng Hàn lại nói tiếp. Bất quá, ta sợ thần uy của ta sẽ hủ ngã các ngươi, cho nên, ai muốn khiêu chiến ta, đánh cược, đều đứng ra, trước lấy thiên tôn ký hiệu rút ra, ta sợ các ngươi đến lúc đó không đánh. Đây mới là dụng ý chân chính của hắn. Nếu không một quyền liền đánh nổ một người, những người khác còn dám đánh với hắn một trận sao? Ai sợ a, à, những người khiêu chiến kia đều ngẩng cổ lên nói. Vinh Dương không khỏi lắc đầu, đối với Lăng Hàn xấu bụng có nhận thức mới. Dựa vào, gia hỏa này lừa gạt người thật sự là có một bộ. Hắn vô cùng đồng tình những người mới kia, chờ sau đó chắc là sẽ bị đánh mất đi hết thảy lòng tin. Nhưng ai bảo bọn hắn coi trời bằng vung, chỉ cho rằng mình mới là mạnh nhất, đây là dùng tiền mua bài học a. À. Tốt để ta làm công chứng viên, một tên cường giả tứ bộ nói, hắn gọi Trang Tất, tu vi tứ bộ đỉnh phong, cũng là tu vi cao nhất trong mọi người, buông tay chiến một trận, dù Lăng Hàn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đánh cược tự nhiên có quy củ đánh cược, mỗi một nhân viên chiến đấu đều sẽ dứt bỏ thiên tôn ký hiệu từ trong thức hải ra, hơn nữa tuyệt không cho phép dùng bảy ký hiệu truyền thế, kia thật là đầy đường cái, ai cần. Nhưng thiên tôn ký hiệu chỉ có thể truyền lại mà không thể truyền thụ làm sao để người ta biết mình dứt bỏ ra thiên tôn ký hiệu không phải là bảy ký hiệu truyền thế? đơn giản chỉ cần sau khi dứt bỏ thiên tôn ký hiệu ra ngoài, lại kích phát ký hiệu một chút là được rồi. mặc dù lúc bày ra vô cùng mơ hồ, nhưng bảy ký hiệu này ai không có, dù lại mơ hồ cũng có thể cảm ứng được. tất cả mọi người từng cái dứt bỏ ra một viên thiên tôn ký hiệu đến phong tồn ở trong một loại linh thạch đặc thù, bằng không thì không có bất kỳ vật gì có thể gánh chịu thiên tôn ký hiệu. lang hàn cũng không ngoại lệ, hắn nghĩ nghĩ. Dứt bỏ ra cửa phù, không có cách, dưới đó hắn chỉ có 7 ký hiệu truyền thế, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có ký hiệu cấp 8. Đám người phong ấn thiên tôn ký hiệu ở trong linh thạch, cái này cũng không thể bảo tồn thời gian quá dài, dù sao đã bị cắt mở, nhưng đánh vài ngày là hoàn toàn có thể trèo trống. Những linh thạch này đều bảo tồn ở chỗ trang tất, còn có rất nhiều thiên tôn chung một chỗ trông coi, không cần lo lắng trang tất sẽ nuốt riêng, bằng không về sau hắn cũng không cần ở trong hội này lăn lộn. Ai tới trước, Lăng Hàn quét về phía 10 người khiêu chiến kia, ta, ta, ta đến, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn, Lăng Hàn chỉ dứt bỏ ra một thiên tôn ký hiệu, ai biết hắn có được mấy cái, chậm không phải hết sao. Lăng Hàn cười hắc hắc, đừng phiền toái như vậy, các người cùng lên đi, ta cũng tiết kiệm thời gian. Không đợi những người này đáp ứng, Lăng Hàn liền xuất thủ trước. Bành bành bành, hắn một quyền một cái, liền ra 14 quyền, những người khiêu chiến này liền bị hắn nhao nhao đánh bay, hoàn toàn mất đi sức tái chiến giải quyết, kết thúc công việc, Lăng Hàn vỗ vỗ tay, đi về phía trang tất, đánh thắng, hắn tự nhiên phải thu lấy phần thưởng. Tất cả mọi người kinh ngạc, bị Lăng Hàn đả kích mưa to gió lớn như thế hù dọa, sửng sốt không có người phản ứng qua được. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua Lăng Hàn cường đại, đây là một yêu nghiệt nhiều lần sáng tạo ghi chép, nhưng mà, ai cũng không ngờ hắn mạnh đến như thế, đây chính là 14 thiên tôn, hơn nữa đều ép tu vi đến nhất bộ, vì đánh nhau cùng cấp, thế mà vẫn không chịu nổi một kích. Lăng Hàn từ trong tay trang tất cầm qua 15 linh thạch, từng cái mở ra, hấp thu thiên tôn ký hiệu vào thức hải, hắn lập tức bắt đầu cảm ngộ, nếu không nhanh nắm giữ những ký hiệu này, vậy sẽ rất nhanh liền biến mất. Bao quát cửu phù hắn rứt bỏ ra, hắn cũng cần lĩnh ngộ từng cái, rứt bỏ chính là rứt bỏ, hắn sẽ không lưu lại một tia ký ức, một lần nữa lĩnh hội cũng sẽ không mau hơn một chút nào. Những thiên tôn bị đánh bay kia cũng lục tục ngo ngoe bỏ dậy, bọn hắn đều dùng ánh mắt tức giận nhìn Lăng Hàn, cái này xuất sư bất lợi, Chính chủ mông đông còn chưa có xuất hiện, bọn hắn liền đã trước thua một lần. Cái này khiến bọn hắn còn có lòng tin đi đối mặt mông đông sao? Lăng hàn ở một bên ngồi xếp bằng, chuyên tâm lĩnh hội thiên tôn ký hiệu mới được, hắn phát hiện, ngoại trừ viên cử phù của mình, những người khác lấy ra thiên tôn ký hiệu rõ ràng đều là cấp 9. Không phải 7 ký hiệu truyền thế, nhưng mỗi một cấp độ thiên tôn ký hiệu đều có 111 viên, bởi vậy, ngoại trừ 7 ký hiệu truyền thế, còn có 104 viên thiên tôn ký hiệu hiệu quả tăng phúc dưới 10. Nhưng Lăng Hàn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có giã tâm, muốn tu ra 999 viên thiên tôn ký hiệu, vậy dĩ nhiên không ngại đẳng cấp thiên tôn ký hiệu, đương nhiên, hiện tại có thể đạt được cao dài khẳng định càng tốt hơn. Hắn ra chỉ thời gian quy tắc cho thần hồn, cao tốc vận chuyển, vẻn vẹn mười mấy ngày sau, hắn đã sơ bộ nắm giữ những ký hiệu này, nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy thì tuyệt không phải là sự tình mấy ngày. Hắn kinh ngạc phát hiện, sau khi những ký hiệu này nối liền, lại có 5 viên có thể cộng minh. Tổ hợp ký hiệu, đáng tiếc là, dù cho 5 viên thiên tôn ký hiệu cấp 9 tổ hợp, hiệu quả tăng lên cũng chỉ 13 lần, còn kém bất kỳ một thiên tôn ký hiệu cấp 8 nào a. À. Không quan hệ, hiện tại là 5 viên tổ hợp, về sau liền có thể mở rộng đến 10 viên, 50 viên, 100 viên. Hơn nữa, lúc tu luyện, thiên tôn ký hiệu càng nhiều càng tốt, chỉ có chiến đấu mới cần ký hiệu lực bộc phát mạnh. Nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, hắn tiếp tục tu luyện, đúng lúc này, chính chủ cuối cùng đã tới một cỗ khí thế bá đạo phun trào, bành, một bóng người cũng từ trên trời rơi xuống, hắn không khống chế lực lượng của mình chút nào, lúc rơi xuống hung hăng va chạm đại sơn, bành, tòa đại sơn này ẩm vang vỡ nát. Ngoại trừ phệ kim thiết, còn có đồ vật gì có thể tiếp nhận lực lượng của thiên tôn. Lập tức, tất cả mọi người bay lên giữa không trung lang Hàn cũng bị bước cắt đứt lĩnh hội, hắn nhướng mày, đang êm đẹp tu luyện, là ai quấy dậy hắn. Mông đông, không ít người nhao nhao quát, nhìn về phía người bá đạo kia. Mông Đông là một nam tử trẻ tuổi vóc người khôi ngô, rõ ràng chỉ là nhị bộ thiên tôn, lại để rất nhiều tứ bộ thiên tôn dâng lên kiêng kỵ. Chương 3199, Mông Đông, rất tốt, tới nhiều người như vậy, tin tưởng lần này ta thu hoạch thiên tôn ký hiệu sẽ càng nhiều. Hắn cười ha ha, lộ ra tràn đầy tự tin, phách lối, có người khinh thường nói. Mông Đông nhìn sang, dùng tay ngoắc ngoắc, có dám chiến hay không, đối với loại cặn bã như ngươi, ta có thể một bồi mười, dám hay không? người kia lập tức lộ ra ý động một bồi mười hắn chỉ cần thắng một lần liền có thể đạt được mười thiên tôn ký hiệu chuyện tốt như vậy đi đâu tìm tốt ta đánh cược với ngươi hắn dứt bỏ ra một viên thiên tôn ký hiệu mông đông thì quả nhiên dứt bỏ ra mười cái hai người lập tức khai chiến nhưng người này căn bản không phải đối thủ của mông đông ba chiêu hai thức liền bị oanh bại mông đông cười lạnh đi qua cầm tới chiến lợi phẩm thuộc về hắn nhưng cũng không có thu vào thức hải mà nhìn về phía bốn phía còn có ai đến đánh cược quy củ cũ, vẫn là một bồi mười. Nhị bộ coi như xong, ta cũng lười khi dễ, có tam bộ hay không, không cần áp chế tu vi, ta bồi các ngươi chơi đùa. Nguyên bản có chút nhị bộ, nhất bộ còn ngo ngoe muốn động, bọn hắn đều có xu thế cùng giai vô địch, nhưng tự tin không cách nào làm đến lấy lực lượng nhị bộ địch nổi tam bộ, bởi vậy, bọn hắn tự nhiên không dám ra chiến. Không có người không, thật sự là làm ta quá thất vọng. Mông đông lắc đầu, vậy ta lại nới lỏng một chút, các ngươi có thể nhiều hơn mấy người. 10 cái cũng không có vấn đề. Mông Đông, ngươi thật ngông cuồng." Trang Tất nói, Mông Đông nhìn Trang Tất một chút, cười nói, "Ngươi là Tứ Bộ đỉnh phong, ta tạm thời còn không phải đối thủ của ngươi." Đây là lời nói thật, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại để Trang Tất hoàn toàn cao hứng không nổi, đây không phải đang nói, hắn rất nhanh liền có thể vượt qua. Nhị Bộ ở trước mặt Tứ Bộ bất kính như thế, để hắn nổi giận. Nhưng thì tính sao, mặc dù Mông Đông không bằng hắn, nhưng thực lực cũng không chênh lệch quá nhiều. Hắn nhiều lắm là đánh bại đối phương mà không có khả năng trọng thương đối thủ, đối thủ đương nhiên là có tư cách ở trước mặt hắn phách lối. "Mông Đông, ngươi vừa mới nói thật chứ?" Một tên Tam Bộ Thiên Tôn hỏi. "Tự nhiên, Mông Đông ngạo nghễ nói, "Tốt, tính ta một người, tên Tam Bộ này đứng dậy, ta cũng coi như một cái." Lại một tên Tam Bộ đứng ra, "Còn có ta, một cái tiếp theo một cái, rất nhanh liền có 10 người." "Tốt, đến chiến." Mông Đông lấy ra 10 tảng đá phong ấn Thiên Tôn ký hiệu tiện tay ném cho trang tất. Mười tên tam bộ kia cũng nhao nhao từ trong thức hải lấy ra một viên thiên tôn ký hiệu, dùng tảng đá đặc thù phong ấn, sau đó giao cho trang tất. Nếu như bọn hắn thắng, như vậy một người liền có thể có một viên thiên tôn ký hiệu, nếu như bọn hắn thua, thì mười thiên tôn ký hiệu tận về mông đông. Bắt đầu đi, trang tất nói, mười tên tam bộ thiên tôn lập tức xuất thủ, nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền sợ hãi, bởi vì chiến lực của mông đông mạnh vượt xa bọn hắn tưởng tượng, Vừa khai chiến liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Bọn hắn phấn khởi phản kích, đại chiêu gì cũng dùng ra, nhưng ở dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép, đây là hoàn toàn không có tác dụng. Rất nhanh, bọn hắn liền bị nhau nhau oanh bại. "Cảm ơn." Mông Đông cười nói, "10 tên Tam bộ thiên tôn kia chỉ có sắc mặt tái xanh, 10 Tam bộ đánh một cái nhị bộ cũng không thắng, bọn hắn còn có thể nói cái gì?" "Còn có người nào không?" Mông Đông cười nói, không người trả lời, dù trong tứ bộ cũng không có mấy người có thể áp chế Mông Đông mà mông đông hiển nhiên không có khả năng đáp ứng cùng dạng cường giả này đánh cược ha 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 nếu không có người xuất chiến vậy lần sau ta cũng không cần tới nơi này mông đông lắc đầu ánh mắt nhìn về phía mọi người tràn đầy khinh thường tất cả mọi người cực kỳ khó chịu bọn hắn cái nào cũng có thể coi là thiếu niên đắc chí bây giờ bị người miệt thị như vậy trong nội tâm sẽ dễ chịu mới lạ không phải ta xem thường các ngươi nhưng các ngươi thật sự là một đám cặn bã mông đông cười ha ha xoay người muốn rời đi ta đến đánh với người một trận. Một thanh âm đột nhiên vang lên, mông đông quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, không khỏi kinh ngạc. Nhị bộ, ha ha, người đây là đối với mình lòng tin bạo lều, hay là đầu bị lừa đá. lang Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi không phải cũng là nhị bộ sao? Trước đó hắn một mực không nói gì, là bởi vì hắn còn củng cố 15 viên thiên tôn ký hiệu kia, nhưng nghĩ tới muốn cùng mông đông đánh cược, khẳng định phải dứt bỏ mấy thiên tôn ký hiệu ra, vậy cần gì vẽ vời thêm chuyện. Mông Đông kinh ngạc, hắn không khỏi bật cười. Không tệ, ta đúng là nhị bộ, nhưng chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nhìn thấy? Ngay cả mười tam bộ liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Lang Hàn gật gật đầu, thấy được, cho nên cảm thấy ngươi có thể làm đối thủ của ta. Ánh mắt của Mông Đông không khỏi siết chặt, có thể tu đến thiên tôn, nào có người đầu bị lừa đá hư? Cho nên Lăng Hàn biết rất rõ ràng hắn có được thực lực chấn áp tam bộ, lại như cũng dám khiêu chiến, tất nhiên cũng là tuyệt thế yêu nghiệt. Tốt, đến cược hắn tiện tay ném ra 10 tảng đá phong ấn thiên tôn ký hiệu. Quy củ cũ, một bồi 10, không cần chiếm tiện nghi của ngươi, 10 cược 10, Lăng Hàn cũng ném ra 10 tảng đá. Tất cả mọi người a à một cái, bị hào khí của Lăng Hàn chấn kinh, đương nhiên cũng có mấy người tự nhủ Lăng Hàn ngốc, rõ ràng có thể lấy một cược 10. Nhưng bọn hắn lại không biết, Lăng Hàn đối với mình tràn đầy lòng tin, như vậy lấy ra 10 ký hiệu cùng một viên, có gì khác biệt sao? Thật là tự tin, mông đông ít mắt nói, người nha, nếu đối với mình cũng không có lòng tin. Vậy còn có ý nghĩa gì sao? Lăng Hàn hỏi lại, ha ha, không tệ, người hẳn là đối với mình nhiều một chút lòng tin. Mông Đông cười to, vậy đến đánh đi, hai người đều giao thiên tôn ký hiệu cho Trang Tất, sau đó nhập không, cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Điểm ấy khoảng cách đối với thiên tôn mà nói căn bản không tồn tại, đưa tay một kích liền đến. Hy vọng người thật có thực lực, đừng để ta thất vọng. Mông Đông nói, cũng vậy, Lăng Hàn cũng nói, Vậy thì tiếp chiêu đi, mông đông xuất thủ, vung ra một trường, bành, lang hàn cùng hắn đối oanh một quyền, một làn sóng sung kích cường đại phun trào, hai người ai cũng nhao nhau lui lại, cơ hồ bất phân cao thấp.